Chương 321, đầu cùng thượng ha, nếu không phải là dừng lại trong khoảng thời gian này, Đường Phong dám khẳng định chính mình có thể sớm nửa tháng, thậm chí càng sớm hơn tới được nơi này, phòng thứ 36, đầu cùng nơi này, chất lượng lẫn mật độ linh khí vượt quá sức tưởng tượng của Đường Phong, linh khí ở đây không chỉ ngưng kết tới mức mắt thường có thể nhìn thấy được, thậm chí có chút đặc thù chuyển động theo trạng thái cố định rồi, chúng không hề biểu hiện đặc thù từng giải từng giải trôi theo dòng chảy như ban đầu mà là hội tụ thành một đoàn khổng lồ, che trời che đất, thời điểm hỏa linh khí trôi xuống, đường phong thậm chí cảm giác được thân thể của chính mình bị linh khí vô cùng khổng lồ áp bách tới nặng trịch. Thời điểm băng linh khí từ dưới đất trào lên trên, đường phong có cảm giác như chính mình bị nhấc bay lên cao, đây không phải là ảo giác, mà là do linh khí ngưng tụ quá mức nồng đậm, biến thành thực chất, tạo thành lực lượng lúc đẩy hắn lên, lúc ép hắn xuống, không chỉ như vậy. Mỗi khi hai loại linh khí này giao với nhau, đường phong thậm chí có thể nghe được cách đó không xa truyền tới tiếng gió thổi gào thét, tiếng ô ô không dứt, khiến tim hắn phải đập nhanh hơn. Sắp tu luyện được thời gian 4 tháng rồi, đường phong hiện tại đã là cảnh giới địa giai trung phẩm đỉnh phong, bởi vì tại thời điểm tu luyện, đường phong không nhịn được dùng linh khí khổng lồ kia rèn luyện thân thể chính mình. Linh khí tu luyện thu được không hề hoàn toàn chuyển hóa thành cương khí cảnh giới, cho nên mới chỉ có trình độ hiện tại. Bất quá đường phong không hề hối hận, Cường độ thân thể cao mang tới chỗ tốt rất lớn, trong các cuộc chiến đấu trước đó đã biểu hiện rất rõ ràng, hơn nữa linh khí để rèn luyện thân thể nơi này đều vô cùng tinh thuần, về mặt chất lượng so với linh khí đang hai lần rèn luyện thân thể không biết tốt hơn bao nhiêu lần, hiệu quả rèn luyện tự nhiên không thể kém hơn. Tiếp theo muốn tìm được linh khí khổng lồ và tinh thuần để rèn luyện thể không biết đến bao giờ, Đường Phong tự nhiên không chịu lãng phí cơ hội như vậy, tĩnh tọa trong phòng thứ 36, mỗi một lần hô hấp linh khí cực lớn tới không thể tưởng tượng dũng mãnh tiến vào trong thân thể chính mình, cho dù là ngày đầu tiên tiến vào trong băng hỏa phòng thứ 36, thế nhưng đường phong vẫn giống như trước đây, không chịu khổ sở dày vò, bị lăn qua lăn lại hầu như sống chết một đường, bởi vì thân thể được rèn luyện càng lúc càng trở nên cường đại hơn, sức chống đỡ của thân thể bay lên thẳng tắp, khó chịu khẳng định là có, dù sao đường phong không có khả năng hoàn toàn không có cảm giác, thế nhưng chỉ cần chống lại được băng hỏa lưỡng trọng kình ăn mòn. Đợi khi hai loại linh khí này thay thế nhau, cảm giác khó chịu trong nháy mắt biến thành thư sướng, lỗ chân lông toàn thân phản phất như thư giãn rộng mở. Khi tu luyện trong đầu cùng băng hỏa 36 phòng trong năm ngày, cảm giác khó chịu ban đầu dần dần biến mất không còn, hẳn là nguyên nhân do thân thể đã thích ứng được nơi này, vốn định tiếp tục tu luyện như vậy, dù sao đã chạy tới đầu cùng rồi, tiếp tục đi về phía trước sẽ không còn thạch thất nào để chính mình sử dụng. Thế nhưng đường phong thực sự bị tiếng gió thổi ô ô câu dẫn lòng hiếu kỳ tìm hiểu. Mỗi khi hai loại linh khí thay thế nhau, tiếng gió thổi gào thét ô ô này sẽ xuất hiện, nghe tổng thể giống như tình huống gió thổi qua đường ống. Hơn nữa đường ống này còn vuông góc với ngọn núi lửa ngay dưới chân. Đường phong có thể từ trong âm thanh phán đoán ra được điểm này. Lẽ nào bên trong ngọn núi lửa còn có một không gian nào đó? Dưới sự hiếu kỳ, đường phong không nhịn được đình chỉ tu luyện, quyết định đi xuống dưới kiểm tra một chút, dò xét tình huống thuận tiện nhìn xem có thể tìm được liệt diễm cô mang chấp sự muốn chính mình tìm kiếm hay không, bị người nhờ vả là chuyện của chính mình. Nếu như đã đáp ứng người ta sẽ tận khả năng làm được. Dù sao đi nữa lúc tìm được liệt diễm cô cũng có thể trở lại tu luyện, thời gian tu luyện đã gần được 4 tháng, dù là Đường Phong cũng không tránh khỏi có cảm giác khô khan buồn chán, cộng thêm tâm tình của chính mình hiện tại có chút nôn nóng, cần đi đi lại lại một chút thay đổi tâm tình, suy nghĩ như vậy Đường Phong lười tiếp tục tu luyện, đứng dậy tiếp tục đi sâu vào bên trong băng hỏa 36 phòng. Sơn động này hẳn là do thiên nhiên hình thành, thạch thất chỉ là do sau này có người tiến vào trong điêu khắc mở ra mà thôi. Vị trí mở ra chỉ tới địa phương băng hỏa phòng thứ 36, nếu như tiếp tục mở ra mà nói, hẳn là còn có thể có phòng thứ 37, phòng thứ 38 các loại, bởi vì đường phong đi về phía trước một đoạn khá dài, còn đang lục lọi trong sơn động, phía trước là một quãng đường vòng, Lúc đường phong vượt qua đoạn đường vòng cung này, cước bộ không khỏi dừng lại, ánh mắt có chút dại ra nhìn phía trước. Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện phía trước mặt thực sự vượt quá sức tưởng tượng của đường phong. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đầu cùng của băng hỏa 36 phòng cư nhiên là tràn cảnh như thế này. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, suy đoán của chính mình trước kia là chính xác. Đầu cùng của sơn động này hẳn là vị trí trung tâm của ngọn núi lửa, mà đường phong hiện tại đối mặt chính là một cuộc dung nham đường kính ước chừng hơn 10 trượng toàn bộ màu hỏa hồng, khói trắng không ngừng bốc lên, tảng mắt sức nóng cực kỳ kinh người, không khí xung quanh cột nham thạch bị nhiệt độ nóng chảy làm vặn vẹo, tất cả mọi thứ nhìn qua đều xoay xoay chuyển chuyển, cột nham thạch này xác thực là do nham thạch nóng chảy đậm đặc cấu thành, nhưng lại không hề bay lên hạ xuống, phản phất giống như bị một lực lượng nào đó giữ vững, chỉ dừng lại tại một chỗ, nham thạch nóng chảy bên trong cuồn cuộn không dứt, tạo thành từng đám bọc bám xung quanh cột nham thạch, sau đó nổ tung khiến nham thạch nóng chảy bị văng ra khỏi cột trụ. Ông trời của ta, đường phong sửng sốt, hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, tiến một bước về phía trước. Tại nơi này cư nhiên có thể thấy được tràn cản ly kỳ quỷ dị tới như vậy. Phong ca ca, cẩn thận một chút, linh khiếp nhan nhịn không được mở miệng nhắc nhở. U, đường phong gật đầu, cẩn thận từng chút mò tới vị trí đầu cùng của sơn động, đã không còn địa phương có thể tiếp tục đi nữa rồi cột trụ nham thạch nóng chảy đường kính ước chừng hơn 10 trường kia cách chính mình hiện tại khoảng mấy chục trường, giống như một đầu hỏa long cực lớn, toàn bộ sơn động xung quanh hoàn toàn vắng vẻ, đủ để dung nạp vài cột trụ nham thạch như vậy mà không hề chật chội, ngẩng đầu nhìn lên cao, không biết cột trụ nham thạch nóng chảy đã bay tới vị trí nào, nhìn không thấy đầu cùng, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh hỏa hồng, nhìn xuống bên dưới một chút cũng không thấy đầu cùng, tại sao có thể như vậy đây? đường phong thế nào cũng nghĩ không ra, o không o, theo đạo lý mà nói, nham thạch nóng chảy này tuy rằng có chút nồng đậm, có chút keo dính, thế nhưng dù sao cũng là trạng thái dịch, người đi lên trên cao, thủy chảy xuống dưới thấp, nham thạch nóng chảy hẳn là chảy xuống dưới mới đúng, thế nhưng lúc này nó cư nhiên hội tụ thành một cuộc trụ nham thạch nóng bỏng, dừng lại tại vị trí trung tâm ngọn núi lửa, chỉ là càng không ngừng xoay tròn, không hề có chút vết tích di động lên xuống. Giữa lúc đường phong đang kinh ngạc không ngớt, Tiếng gió thổi ô ô bên tai lại một nửa truyền đến. Lúc này so với bất cứ lúc nào trước đó đều rõ ràng hơn rất nhiều, tiếng gió thổi là từ bên dưới truyền lên, đồng thời theo tiếng gió thổi chính là thời điểm hai loại linh khí tinh thuần tới cực điểm thay thế nhau. Đường Phong biến sắc, trong đầu lập tức dâng lên ý niệm muốn thối lui, từ bên dưới đất đột nhiên thổi mạnh một cơn cuồng phong, lực lượng của cơn cuồng phong này cực kỳ to lớn, tốc độ cực nhanh, cho dù là Đường Phong đã đạt tới cảnh giới Địa giai trung phẩm cũng không thể chống đối chỉ trong nháy mắt toàn thân đường phong đều bị cuồng phong cuốn theo xong trong đầu đường phong lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất cục nham thạch nóng chảy nóng bước người kia chỉ cách chính mình vài chục trượng lúc này lại bị gió thổi về phía cục nham thạch nếu thực sự bị cuồng phong thổi mạnh vào cục nham thạch nóng chảy kia mà nói cho dù là thân thể chính mình có cường thịnh hơn nữa cũng sẽ bị đốt cháy thành tro tàn trong nháy mắt đây căn bản không phải là thứ nhân lực có thể chống đối đang muốn sử dụng đòn sát thủ chống đối Đường Phong lại phát hiện vận khí của mình tốt tới mức không thể tốt hơn được, bởi vì hướng gió là từ bên dưới thổi mạnh lên trên cao, vì vậy chính mình hiện tại cũng bay lên theo góc gần như 90 độ, không hề bị cuốn quá nhiều về phía cục nham thạch nóng chảy, rốt cuộc coi như hữu kinh vô hiểm. Cùng Phong thổi mạnh trong thời gian hơn 10 hơi thở, tốc độ và lực lượng lúc này mới chậm rãi biến chậm lại. Đường Phong dương nanh múa vuốt dãy dụa thân thể trong không trung, ý đồ để chính mình tới gần vách sơn động, thật vất vả mượn lực lượng cùng phong đang thả lỏng tiếp cận một chút hướng gió vừa mới khởi động không lâu đột nhiên hoàn toàn dừng lại hẳn là do hai loại linh khí thay thế hoàn thành rồi lập tức đường phong liền cảm giác được thân thể chính mình có xu hướng muốn rơi xuống dưới khiến hắn hoảng sợ lập tức bắn ra thiên binh toái tinh vận chuyển cương khí toàn thân toàn lực đánh một kích về phía vách sơn động ầm ầm nổ vang vị trí vách núi bị công kích trong nháy mắt văng ra đất đá trực tiếp bị đánh thành một lỗ thủng rất lớn đường phong thuận lợi tiến sát biên giới lỗ thủng cố sức bám dính thân thể chính mình mạnh mẽ nhảy vào trong lắc lư nửa ngày mới đứng vững được bước chân cảm giác sợ hãi lướt qua trong lòng vừa rồi nếu như động tác của chính mình hơi chậm một chút sợ rằng đã bị rơi xuống bên dưới rồi vách động nơi này quanh năm bị băng hỏa lưỡng trọng kình tinh thuần tới vực điểm rèn luyện trở nên kiên cố không gì sánh được cho dù đường phong đã dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể tạo ra một lỗ thủng miễn cưỡng để một người có thể đứng thẳng thế nhưng không thể lộn xộn khẽ động một chút rất có thể sẽ bị trượt chân rơi xuống nguy hiểm thật đường phong thở ra một hơi quay đầu nhìn trái phải phát hiện tình cảnh của chính mình hiện tại đã xấu hổ tới mức không thể xấu hổ hơn dược nữa xung quanh chỉ có vị trí của chính mình hiện tại có thể dung thân cột trụ nham thạch nóng chảy tuy rằng lúc này đã dừng không bay lên miễn cưỡng thoát ly được nguy hiểm thế nhưng chính mình nên xuống dưới như thế nào a à? hơn nữa mang chấp sự trước kia từng nói qua đi tới đầu cùng băng hỏa 36 phòng, tiếp tục tiến sâu vào trong là có thể tìm được liệt diễm cô trong truyền thuyết, người này không ăn nói lung tung đấy chứ. Thiếu gia chạy tới đầu cùng băng hỏa 36 phòng, tiếp tục lên trên căn bản không có đường a, bây giờ còn bị cổ cùng phong kia mạnh mẽ thổi tới bước này, nghĩ đi ngẫm lại, mang chấp sự cũng chỉ đi tới băng hỏa phòng thứ 27 mà thôi, đâu có khả năng lý giải rõ ràng đối với băng hỏa 36 phòng như vậy sao có thể biết được địa phương này chỉ có hai người lão cung chủ và tạ tuyết thần tới được. Nếu như tạ tuyết thần từ nơi này lấy được liệt diễm cô, khẳng định cũng đã đi tới địa phương này. Nói như vậy, về tình huống đầu cùng của băng hỏa 36 phòng, mang chấp sự hẳn là nghe được từ chỗ tạ tuyết thần rồi. Phỏng chừng mang chấp sự cũng bị tạ tuyết thần lừa đối, quay đầu lại tin là thật đến lừa đối thiếu gia. Đường phong vô cùng hối hận, sớm biết nơi này căn bản không có đường để đi, tự nhiên thế nào cũng không chịu đáp ứng mang chấp sự tìm kiếm liệt diễm cô gì gì đó đây quả thực là đang liều mạng hiện tại hay rồi chính mình bị vây ở chỗ này lên trên không được xuống dưới cũng không được còn có cột trụ nham thạch nóng chảy trước mặt kia nói không thể nói được gì điều này khiến chính mình chịu đựng làm sao lẽ nào muốn chính mình phải cô đơn cả đời nơi đây đang thời điểm phiền muộn không ngớt thanh âm của linh khiếp nhang đột nhiên truyền tới phong ca ca mau nhìn lên trên đường phong ngẩng đầu nhìn lên trên cao trước mắt không khỏi sáng ngời tại vị trí cách chính mình không sai biệt lắm khoảng năm trượng có một sơn động nhỏ từ vách sơn động to lớn hiện tại kéo dài ra cũng giống như chi nhánh của cây đại thụ sơn động nhỏ này đại khái dài vài chục trượng trên đỉnh không sai biệt lắm đã chạm vào vị trí cột trụ nham thạch nóng chảy không chỉ như vậy dưới đáy sơn đạo này cách một đoạn lại có một điểm đỏ đậm thậm chí còn tản mát một chút ánh sáng huỳnh quang đẹp tới dị thường lại có điểm quỷ dị nhìn hình dáng giống như cây nấm. Thứ này đại khái chỉ có kích cỡ chừng nắm tay trẻ con, nếu như không nhìn kỹ mà nói, thực sự không thể phát hiện ra được. Hơn nữa lúc này mấy điểm đỏ này còn đang không ngừng hấp thu linh khí liệt diễm đỏ hồng, một cổ linh khí nồng đậm hội tụ xung quanh mấy điểm đỏ, lập tức bị nhanh chóng hấp thu không còn một mảnh. Tại thời điểm hấp thu, mấy thứ này hơi phồng lên, chậm rãi biến thành kích cỡ nguyên bản, phản phất như con người đang hô hấp, liệt diễm cô, đường phong không khỏi nói hẳn chính là nó rồi. Linh kiếp nhan đáp, tại địa phương như thế này xuất hiện thứ giống như cây nấm, ngoại trừ liệt diễm cô ra, chỉ sợ không còn bất cứ thứ gì khác nữa. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sứ, đai lai toàn bất phí công phu. Đường Phong còn đang suy nghĩ mang chấp sự lừa dối chính mình, hiện tại xem ra mang chấp sự ngược lại không phải hoàn toàn là đang dối gạt người. Bên trên đầu cùng băng hỏa 36 phòng xác thực có liệt diễm cô tồn tại, chỉ là không có bất cứ đường nào có thể đi rồi, hơn nữa là do cơ duyên xảo hợp mới bị chính mình phát hiện ra, thực sự muốn chính mình tìm đến, đường phong nghĩ rất có khả năng tìm không được, o không o, chương 322, hái nấm, thường, ha, đường phong tỉ mỉ nhìn kỹ, phát hiện nơi này chỉ có 6 liệt diễm cô mà thôi, hơi dò xét thò người ra phía bên phải nhìn lên, muốn tìm được địa phương nào đó có thể mượn lực được, vừa nhìn một chút, đường phong không khỏi nở nụ cười bởi vì cách vị trí của chính mình hiện tại không tới một trượng có một lỗ thủng tương đối lớn nhìn qua hẳn là do con người tạo thành nhưng thông qua vết tích có thể suy đoán được lỗ thủng này đã hình thành không hề thiếu năm tháng rồi phỏng chừng thời điểm tạ tuyết thần năm đó tới nơi này cũng giống như chính mình bị cuồng phong thổi lên trên cao sau đó lại làm ra động tác giống y hệt như chính mình trực tiếp đánh ra một lỗ thủng lớn tạm thời đứng vững gót chân đường phong chưa bao giờ gặp qua tạ tuyết thần cũng không biết hắn lớn lên có bộ dáng như thế nào. Thế nhưng người bị tiếu thúc và đoạn thúc coi là cừu địch, đồng thời còn làm ra chuyện giết chết sư phụ, đoạt quyền soán vị, hiển nhiên là thủ đoạn cực kỳ độc ác, vì vậy đường phong đối với hắn ngay cả một điểm hảo cảm cũng không có. Dù vậy, lúc này đường phong dĩ nhiên không nhịn được tuôn ra một loại cảm giác đồng cảm, có thể dưới loại tình huống nguy hiểm, trong nháy mắt đánh ra một lỗ thủng lớn đủ cho một người đứng thẳng trên vách động, điều này không chỉ cần suy tính khống chế lực tạo vô cùng tốt cũng có thể khảo nghiệm năng lực phán đoán và tốc độ phản ứng của một người loại sự tình như thế này không phải người nào cũng có thể làm được cho dù có người đầu óc tương đối nhanh nhạy nhưng nếu không có thực lực tương ứng chỉ sợ cũng không thể sống sót được trong loại hiểm cảnh như thế này kết quả cuối cùng chỉ là rơi xuống đường phong làm được rồi tạ tuyết thần trước đó cũng làm được rồi Đường Phong không biết thời điểm Tạ Tuyết thần tới đây có cường đại giống như chính mình hiện tại hay không, thế nhưng cho dù cảnh giới của hắn lúc đó có vượt qua chính mình hiện tại, nhưng thân thể tuyệt đối không thể cường hãn bằng mình. Có thể nói, so sánh tổng hợp lại tố chất ngang cấp nhau, Đường Phong tự vấn chính mình tuyệt đối không thua kém bất cứ người nào, đây không phải tự đại, mà là tự tin. Thân thể đứng bên trong lỗ thủng, Đường Phong nhìn bốn phía, sau một hồi quan sát, Đường Phong khẽ đưa tay năm ngón tay dùng lực, cương khí cường liệt bùng phát, cho dù là vách núi lửa cứng rắn vô cùng cũng bị đường phong tạo thành năm lỗ thủng hình ngón tay, nhẹ nhàng thử một chút, phát hiện tương đối vững chắc, lại hơi giật giật tại chỗ, điều chỉnh góc độ và phương vị cẩn thận, đường phong co hai chân, mũi chân đạp trên mặt đất, đồng thời cánh tay đâm vào vách huyệt động dùng sức, kéo thân thể bay lên, toàn thân giống như mũi tên rời khỏi dây cung thẳng tắp vọc đi, một lần bắn ra này, đường phong có thể lao đi được mấy chục trượng, chỉ trong thời gian nháy mắt đã đạt tới vị trí sơn động nhỏ nháy mắt khi thân thể và sơn động nhỏ ngang bằng nhau một chân của đường phong đạp mạnh trực tiếp đá và vách sơn động mượn lực lượng bắn ngược đường phong nhẹ nhàng bay ngang lực lượng của một cước này vừa chuẩn không chỉ trung hòa tốc độ bay lên càng giúp đường phong tại không trung xoay một đường vòng cung tuyệt đẹp sau khi lăn trở mình mấy vòng mới vững vàng tiến vào trong sơn động nhỏ toàn bộ động tác sinh động giống như nước chảy mây trôi hành văn liền mạch lưu loát không có một chút cảm giác lạc lõng và ngưng trệ. Cũng chỉ có loại người tài cao mực lớn giống như Đường Phong mới dám tại hoàn cảnh nguy hiểm như thế này chơi trò hoa dạng, trong nháy mắt khi rơi vào trong sơn động nhỏ, sắc mặt Đường Phong lập tức trở nên ngưng trọng, bởi vì trong nháy mắt này hắn cư nhiên cảm thụ được một cổ nhiệt độ cực mạnh kéo về phía chính mình, khiến hắn phải nhanh chóng vận chuyển một thân cương khí chống đối, cũng may thân thể đủ cường đại, từ lâu đã thích hợp với hỏa kình tinh khiết cường liệt nhất tại Băng Hỏa 36 phòng vì vậy tuy rằng hỏa kình hiện tại so với lúc trước còn hung mảnh hơn vô số lần nhưng đường phong vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được lòng bàn chân truyền tới thanh âm rắc rắc trầm muộn lập tức một cổ khói xanh xông ra đường phong cúi đầu nhìn chỉ thấy hai chiếc giày dưới chân mình đều trở nên cháy xém khói xanh không ngừng từ dưới đế giày bốc lên cao mắt thấy sắp bùng lửa nhiệt độ của địa phương quỷ quái này rốt cuộc là bao nhiêu a à? trong lòng đường phong không khỏi oán thầm cho dù hiện tại đang ở trong băng hỏa 36 phòng, giày của chính mình cũng không nên biết thành như vậy, mới chỉ bước mấy bước đầu tiên trên sơn động nhỏ này mà đã xuất hiện loại tình huống này, rơi vào đường cùng, đường phong chỉ có thể nhanh chóng cởi giày của chính mình, thôi động cương khí dưới lòng bàn chân, tránh cho thân thể chính mình bị phỏng, phản phất giống như con kiến bị bắt vào trong chảo nóng. Đường phong chỉ có thể càng không ngừng di động cước bộ đến giảm bớt nhiệt độ khiến bản thân vô cùng khó chịu kia. Trên thân thể truyền tới cảm giác vô cùng rõ ràng, nói cho Đường Phong biết sơn động nhỏ này nhất định có cổ quái, bằng không không có khả năng tạo thành nhiệt độ khác hẳn với xung quanh như vậy, hơn nữa loại nhiệt độ này còn cực kỳ nội liễm, ngoại trừ sơn động nhỏ ra, các vị trí khác xung quanh căn bản không hề bị ảnh hưởng. Nói cách khác chỉ có sơn động này mới khiến có nhiệt độ cực cao khiến Đường Phong vô cùng khó chịu, muốn chết người rồi, Đường Phong chửi bới một câu Loại trạng thái hiện tại tuyệt đối không thể duy trì được bao lâu, cương khí tiêu hao quá mức cao rồi, một khi cương khí của chính mình tiêu hao toàn bộ mà nói, vậy thì hai chân chính mình tuyệt đối sẽ bị phỏng, đến cuối cùng chính mình thực sự lên trời không đường, xuống đất không cửa, phong ca ca, ta cảm giác. Trên đỉnh sơn động này có ẩn tàng một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm, Linh Kiếp Nhan đột nhiên mở miệng nói, vật gì vậy? Đường Phong nghi hoặc hỏi, không rõ ràng lắm. Thế nhưng thứ này ẩn chứa một cổ hỏa kình khổng lồ mà tinh thuần, cổ hỏa kình này tuyệt đối không phải trình độ phong ca ca vẫn luôn cảm thụ trong băng hỏa 36 phòng, tinh thuần và bá đạo hơn xa so với băng hỏa 36 phòng, tạo cho ta một loại cảm giác có thể hủy diệt tất cả, chẳng lẽ là bảo bối gì đó, đường phong không khỏi sáng người hai mắt, chỉ cảm thấy hai chân cũng không quá mức khó chịu như trước, coi như là bảo bối thì cũng không phải phong ca ca có thể mơ tưởng được có thể hỏa linh khí tinh khiết tại băng hỏa 36 phòng, thậm chí là ở đây đều là bởi vì thứ đó nên mới sản sinh ra. Linh kiếp nhang giải thích nói, nhìn, vị trí đầu cùng của sơn động, hỏa linh khí so với bất cứ địa phương nào đều nồng nặc hơn rất nhiều, có thể nói nơi này mới chính là nguyên điểm của hỏa linh khí. O không o, bị linh khiếp nhang nói như vậy, đường phong cũng phát hiện ra, hỏa linh khí chí thuần chí liệt xác thực có nguyên điểm là vị trí đâu cùng sơn động nhỏ này cuồn cuộn không ngừng lưu động ra ngoài. Hơn nữa dưới sự cảm ứng của đường phong, đầu cùng hoành đạo kia xác thực có một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Cảm ứng của chính mình tìm tìm xâm nhập tiến vào phản phất giống như bị đốt khô cháy bỏng sạch sẽ. Cái gì cũng không thể dò xét ra được. Loại cảm ứng không thực thể này nói đúng ra là do tâm thần kéo dài tạo thành. Chỉ bất quá không yếu đuối như tinh thần mà thôi. Nếu như tâm thần của một người bị thụ thương mà nói, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới thực lực và trí lực của bản thân, mà cảm ứng lại không nguy hiểm như vậy tồn tại có thể đốt cháy được cảm ứng thứ này ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua vậy càng muốn nhìn rốt cuộc đây là vật gì rồi đường phong ngứa ngáy khó chịu tuy rằng nói dũng khí của con người có bao nhiêu thì trời đất rộng lớn bao nhiêu thế nhưng ta còn chưa tới loại trình độ không nhận thức rõ thực lực của chính mình yên tâm ta chỉ là nhìn một chút nếu thực sự nguy hiểm ta tuyệt đối sẽ không động nó um phong ca ca cẩn thận một chút linh khiếp nhang không ngăn được hắn chỉ có thể theo tâm ý của hắn. Bất quá trước khi xem, trước tiên thu hoạch liệt diễm cô vào tay trước, đường phong biết với thực lực của chính mình hiện tại, tuyệt đối không thể dừng quá dài trong sơn động nóng bỏng này, vì vậy phải nhanh chóng thu hoạch liệt diễm cô, cộng thêm nhanh chóng dò xét bí mật ẩn giấu trong đầu cùng sơn động. Thế nhưng tất cả liệt diễm cô đều sinh trưởng tại đáy sơn động nhỏ, nếu như đường phong muốn lấy được, nhất định phải mạo hiểm một chút. Sơn động này tùy không dài, thế nhưng đường kính cũng không nhỏ, không phải là không thể dừng lại, nếu như đường kính nhỏ một chút, Đường Phong có thể hoàn toàn đứng ở bên trên, đưa tay gỡ liệt diễm cô bên dưới, mà hiện tại Đường Phong chỉ có một lựa chọn phương thức liều mạng để thu hoạch liệt diễm cô. Trong đầu đã nhớ kỹ vị trí 6 cây liệt diễm cô, Đường Phong bước tới vị trí mọc của cây liệt diễm cô đầu tiên, nhìn địa hình và hoàn cảnh xung quanh một chút, suy nghĩ một biện pháp. Chậm rãi ngồi xổm thân thể xuống, con mắt liếc nhìn vách động núi lửa cách đó không xa, lập tức nghiêng xuống dưới trong nháy mắt khi toàn thân sắp tiếp cận với vách động núi lửa đường phong nhanh chóng đạp mạnh một cước vào vách động quanh một tiếng nổ tung vách động núi lửa cứng rắn bị đá thành một lỗ thủng không nhỏ một tảng lớn đá tảng phạm vi lớn biểu hiện một loại vết trạng giống như mạng nhện đá vụn phốc phốc rơi xuống dưới mượn cổ lực đạo này đường phong lại bắn trở về thân thể xoay người giữa không trung biến thành đầu dưới chân trên bay vọt về phía đầu dưới sơn động nhỏ hai chân vô cùng tinh chuẩn đạp dưới đáy sơn động nhỏ thân thể chậm rãi vạn vẹo, lực lượng giảm sốc sông lên, trong nháy mắt khi lực lượng hoàn toàn bị trung hòa, đường phong bắn tay thành trảo, trực tiếp nắm lấy cây liệt diễm cô mọc cách chính mình gần nhất, sau đó nhanh chóng thu hồi vào trong không gian mị ảnh. Toàn bộ quá trình này đối với khảo nghiệm cực cao lực khống chế đối với lực đạo của bản thân, mỗi một lần tung ra lực đạo đều không thể lớn không thể nhỏ, phương vị lực đạo tung ra cũng cần phải chú ý rất cao. Hiện tại nhìn qua, đường phong cũng giống như con dơi, đổi chiều tại phía dưới sơn động nhỏ đương nhiên đây chỉ là hiện tượng cực ngắn tiếp qua thời gian chốc lát đường phong sẽ rơi xuống bên dưới dù sao hắn còn chưa đạt tới loại cảnh giới hai chân bước trên vách sơn động không đợi thân thể chính mình rơi xuống hai chân đường phong một lần nữa dùng sức đẩy chính mình nghiêng xuống bên dưới rớt vào trong lỗ thủng chính mình vừa tạo thành trước đó rối loạn đứng vững gót chân cho tới lúc này trên tay phải truyền tới cảm giác đau đớn như bị đốt cháy đường phong mở rộng lòng bàn tay đặt ngay trước mắt chính mình, mí mắt lập tức nhảy lên. Thời điểm chính mình hái liệt diễm cô đã cảm thấy được bàn tay vô cùng đau đớn rồi, thế nhưng khi đó chính mình căn bản không có thời gian đi quảng cái này, chỉ có thể toàn tâm toàn ý tìm kiếm địa điểm dừng chân tiếp theo, đợi khi tìm được địa điểm dừng chân rồi, đau đớn lúc này mới truyền tới, lòng bàn tay dĩ nhiên sinh ra mấy vết phỏng rột, da của ngón tay út cũng tổn tại một tảng lớn, lộ ra da thịt màu phấn hồng. Đây chính là thân thể đã trải qua vô số lần năng lượng khổng lồ rèn luyện, nếu như tính thêm lần rèn luyện tại băng hỏa 36 phòng, hiện tại đã trải qua lần rèn luyện thứ ba, mà lúc này dưới tình huống vận chuyển cương khí hộ thân, tự nhiên không thể chống đỡ được nhiệt độ của một cây nấm, đường phong hầu như không thể tin được trước mắt chính mình, thế nhưng sự thực chính là như vậy, thân thể chính mình vẫn luôn luôn kiêu ngạo bị một cây nấm làm bị thương, liệt diễm cô, không chỉ bản thân cái tên có liệt diễm, hoàn cảnh sinh trưởng cũng chính là liệt diễm, ngay cả sự tồn tại của bản thân cũng là liệt diễm khó ngăn cản, liệt diễm cô tuyệt đối là thiên tài địa bảo cực kỳ trân quý. Đường Phong chưa bao giờ nghe nói qua bất cứ loại dược liệu nào lại tản mát ra nhiệt độ như thế này. Phong ca ca, thế nào? Linh khiếp nhan thân thiết hỏi, không có gì đáng ngại. Đường Phong nắm tay lại, cho dù trong nháy mắt vừa rồi có một tia hỏa kình xâm nhập vào trong cơ thể, thế nhưng tuyệt đối không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với chính mình chỉ cần tiến hành hóa giải một chút là được, đã có kinh nghiệm, liệt diễm cô đã có nhiệt độ cường đại tới như vậy, cho dù là thân thể của chính mình cũng không thể chống đối, đường phong tự nhiên không dám lại tiếp tục dùng tay thu thập rồi, lấy thiên binh toái binh siết chặt trong lòng bàn tay, đường phong nhìn chuẩn bị trí liệt diễm cô thứ hai, lại một lần nữa bắn ra ngoài như lần đầu tiên, toàn thân vô cùng tinh thuẫn rơi vào vị trí ngay bên cạnh liệt diễm cô, trong nháy mắt khi lực đạo bị giảm sóc, đường phong hủy vũ thiên binh toái tinh tất cả đều đào móc, toàn bộ liệt diễm cô ngay cả gốc cũng bị đào ra, trực tiếp thu vào trong không gian mị ảnh. Lúc trở lại điểm dừng chân, đường phong cúi đầu nhìn thiên binh, thân chủy toái tinh nguyên bản ngâm đen lúc này dĩ nhiên chảy xuôi một cổ quan mang màu hồng, trên thân chủy cuồn cuộn không ngớt, theo đó toàn bộ chủy thủ đều trở nên nóng bỏng. Hỏa kình này cư nhiên bá đạo tới như vậy, ngay cả thiên binh cũng không thể chống đỡ được, thực sự nằm ngoài suy đoán của mọi người. Bất quá tuy rằng cổ hỏa kình này xâm nhập vào toái tinh, nhưng cũng không hề tạo thành bất cứ thương tổn nào, vì vậy không cần phải để ý tới nó. O không o, chương 323, biến cố, dùng phương pháp cũ, lần lượt thu thập mấy liệt diễm cô còn lại vào không gian mị ảnh, lúc này đường phong mới chậm rãi thở ra một hơi thật dài, chuyện tình chính mình đáp ứng mang chấp sự cuối cùng cũng đã làm được rồi, đây chính là thứ phải liều mạng mới lấy được, mang chấp sự chỉ là muốn mình hái liệt diễm cô, cũng chưa nói muốn có bao nhiêu, đến lúc đó chỉ cần đưa cho hắn một cây là được, năm cây còn lại coi như là phần thưởng cho sự mạo hiểm của chính mình. Chỉ là đường phong có chút không quá minh bạch liệt diễm cô này rốt cuộc để làm cái gì, cũng không biết chuyện tình mang chấp sự đáp ứng chính mình đã làm xong hay chưa. Bất quá tuy rằng người này vô cùng đáng ghét, nhưng nếu hắn đã đáp ứng chính mình hỗ trợ tìm kiếm, khẳng định sẽ không lười biến. Liệt diễm cô đã tới tay, còn lại chỉ là đi dò xét bí mật sâu trong sơn động nhỏ kia. Từng có kinh nghiệm trước đây, Lúc này đường phong một lần nữa đạp mạnh chân nhảy về phía sơn động nhỏ, hầu như vô cùng dễ dàng thoải mái, không có một chút độ khó. Hai chân lại một lần nữa truyền tới nhiệt độ nóng bỏng khó có có thể chịu đựng được. Đường phong chậm rãi đi về phía đầu cùng sơn động, trong lòng cũng không nhịn được bắt đầu binh binh nhảy loạn. Theo như lời nói của Linh Khiếp Nhan, đầu cùng sơn động là một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm, nhưng con người vốn là như vậy. Một khi lòng hiếu kỳ bị câu dẫn ra, nếu như không tra xét tận cùng quả thực như mắt xương gà nơi cổ họng, cả người ngứa ngáy khó chịu, ta chỉ là đi xem, đường phong tự an ủi chính mình, đây tuyệt đối không phải là ước mơ bảo bối gì. Tiếp tục đi tới vị trí đầu cùng sơn động, đường phong ngẩng đầu nhìn cục trụ dung nham nóng bỏng hầu như trong gan tác, nhiệt độ kinh khủng đập thẳng vào mặt mà tới cùng với tràn diện kinh khủng hầu như đã đạt tới cực hạn chịu đựng của con người. Đường phong nghĩ chính mình nếu như vương một tay ra mà nói, thậm chí có thể mò được cục trụ nham thạch bốc lên không ngớt lòng bàn chân truyền tới nhiệt độ đã tới trình độ vô cùng khủng bố căn cứ vào chỉ dẫn của linh khiếp Nhan bảo bối ẩn nấp tại nơi này ở ngay dưới hai chân của chính mình nắm chặt toái tinh trên tay đường phong vận chuyển cương khí toàn thân hóa thành vô hạn vô ảnh chém thẳng vào vị trí ngay dưới chân chính mình đang đứng âm thanh răng rắc vang lên hoa lửa văng khắp nơi mặc kệ trong sơn động này có cất dấu ký gì bản thân sơn động này chỉ là một ít tảng đá cứng rắn mà thôi, dưới sự công kích hung mảnh của đường phong, chỉ một lần công kích đã xuất hiện một lỗ thủng và vô số vết rạn nứt, kích thứ nhất chỉ là thử, đường phong chưa dùng hết toàn lực, kích thứ hai mới là công kích chân chính, một lần nữa ngưng tụ cương khí trên toái tinh, một lần nữa chém xuống vị trí lỗ thủng bên dưới, động tỉnh tạo thành lúc này so với vừa rồi mạnh mẽ hơn rất nhiều, toàn bộ sơn động phản phất như rung động ba lần, một đợt âm thanh đá lớn vang tung tóe không ngừng nghỉ truyền đi, sắc mặt đường phong có chút ngưng tụ đứng trên lỗ thủng, tỉ mỉ cảm thụ biến hóa trong sơn động nhỏ. May mắn chính là, sơn động nhỏ không bị hai kích của mình đánh hỏng, vẫn như củ kiên quyết đứng vững trên vách núi đá, thế nhưng âm hưởng rung động kia lại không hề có xu thế dừng lại, đồng thời cùng với âm hưởng truyền ra, vết vạn nứt nguyên bản dần dần khuếch tán, cho đến khi toàn bộ mặt ngoài sơn động đều xuất hiện vô số vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Dần dần, lỗ thủng bị đánh ra phát một chút tia sáng, tia sáng này càng lúc càng trở nên chói mắt, càng lúc càng không để người khác nhìn thẳng vào, đường phong không khỏi nheo hai con mắt, chăm chú nhìn chầm chầm, trong lòng khởi động một cổ tình cảm mừng như điên, có thứ gì đó muốn đi ra rồi, khi tia sáng đạt tới cực hạn, trước mắt đường phong trong nháy mắt mất đi toàn bộ tia sáng, hoàn toàn bị một cổ quan mang màu trắng thay thế, nha đầu, thấy cái gì hay không, dưới sự bất đắc dĩ, đường phong nhâm hai mắt hỏi Linh khiếp nhang. Lúc này Linh Kiếp Nhan cũng phản phất như choáng váng, hỏi nửa ngày cư nhiên không trả lời đường phong, qua hồi lâu nàng mới rung giọng chậm rãi nói, ông trời của ta, đây là cái gì, đường phong nhanh vội muốn chết, hiện tại hai mắt không thể thấy gì, cái gì cũng không thể nhìn được, chỉ là phía trước chính mình có thứ gì đó từ trong sơn động xông ra, đây không phải là vật thể sống, cũng sẽ không chủ động công kích chính mình, tuy rằng không có nguy hiểm nhưng vẫn hiếu kỳ vô hạn, di đường phong lại nhìn không được kinh ngạc kêu lên một tiếng sơn động đã không nóng nữa rồi không chỉ là sơn động thậm chí ngay cả nhiệt độ xung quanh nguyên bản khiến đường phong cảm thấy vô cùng khó chịu cũng dần dần giảm xuống đường phong chậm rãi tán đi cương khí ngưng tụ nơi lòng bàn chân quả nhiên so giống như cảm nhận của chính mình cho dù không có cương khí hộ thân dưới chân chính mình không hề có một chút nhiệt độ nóng bỏng có chỉ là tảng đá cứng rắn và lạnh lẽo lẽ nào thứ vừa mới xuất hiện đã mang đi hết nhiệt độ xung quanh rồi chỉ sợ cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được hiện tượng kỳ quái vừa nói xong. Thời điểm thứ không biết tên đột nhiên xuất hiện trong sơn động nhỏ. Không chỉ bên phía đường phong xuất hiện một ít dị thường. Ngay cả bên trong băng hỏa 36 phòng cũng xuất hiện dị thường. Đệ tử tu luyện trong băng hỏa 36 phòng trong nháy mắt cảm thấy hỏa linh nguyên bản khiến bọn họ vô cùng khó chịu đột nhiên trở nên ôn hòa. Loại hỏa kình bá đạo và hung mảnh trước đây dần dần trở nên ôn hòa. Hỏa kình chí thuần tư nhiên biến mất không còn một mảnh. Biến cố này khiến tất cả mọi người đều từ trong tu luyện giật mình tỉnh lại, nhưng không rõ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Ba người Phi Tiểu Nhã đứng dưới chân núi cũng đã phát hiện ra địa phương không thích hợp. Vài ngày trước, Phi Tiểu Nhã từ miệng mang chấp sự biết được đường phong nhiều lắm chỉ duy trì được thời gian hơn 10 ngày, nếu như 10 ngày trôi qua hắn thực sự không xuất hiện mà nói, vậy thì có khả năng vĩnh viễn không thể ra được nữa rồi, tự nhiên lo lắng không gì sánh được. Mắt thấy vài ngày rất nhanh trôi qua, thế nhưng vẫn không hề có bất cứ tin tức và hành tung nào của tên tiểu tặc kia. Ngày hôm nay nàng trước sau như một đứng đợi dưới chân núi, sống một ngày giống như chịu khổ một năm, dư quan khóe mắt phi tiểu nhã cảm thụ được một cổ tia sáng cường liệt truyền đến, dưới sự nghi hoặc quay đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời ngây người như phỏng, mang chấp sự và sở văn hiên không khác nhau, vẻ mặt dại ra nhìn chầm chầm vị trí miệng núi lửa, nơi miệng núi lửa tràn ra một cổ quan mang màu trắng cường liệt, sáng chói tới cực điểm, khiến toàn bộ miệng muối lửa đều bị bao phủ bên trong, cổ quan mang này phản phất như từ nội bộ ngọn núi lửa lao tới, thẳng tắp chạy ào lên tận trời cao, dưới ánh mắt của ba người, phản phất như có một đạo quan trụ trực tiếp đánh vào miệng núi lửa, nói liền giữa trời và đất, đạo quan trụ màu trắng kia không hề thô to, nhưng lại khiến mọi mọi người có một loại cảm giác khủng hoảng tim đập nhanh hơn. Chương 324, không hiểu, dưới sự ảnh hưởng của quan trụ màu trắng, bầu trời đỏ tươi như máu đột nhiên biến ảo không ngừng, đám mây màu máu phản phất như bị quan trụ màu trắng hấp dẫn, tất cả đều tụ tập hướng về phía quan trụ, bầu trời trong lúc nhất thời thay đổi ca hông ngừng, quỷ dị vô cùng, đây là làm sao vậy, lúc này phi tiểu nhã mới hồi phục lại tinh thần nói, không biết, mang chấp sự lắc đầu, tuy rằng thực lực của hắn rất cao, nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua loại trường hợp như vậy, lẽ nào nói. Ngọn núi lửa chết tiệt này muốn phun trào, sở văn hiên không kìm lòng được trùng mình một cái, bị hắn nói như vậy, lúc này mang chấp sự mới nhớ tới có khả năng này tuy rằng nói vài chục năm qua núi lửa vẫn vô cùng yên ổn trước kia mang chấp sự tới nơi này tu luyện thậm chí còn đặt chân lên miệng núi lửa quan sát một phen ai cũng biết lúc nào nó cũng có thể phun trào không ai có thể ngăn cản được lực lượng bạo phát của thiên nhiên vô cùng vô tận sở văn hiên vừa mới dứt lời đại địa bắt đầu run rẩy mãnh liệt hung mảnh hầu như khiến mọi người không thể đứng vững được gót chân từ chỗ sâu trong đại địa truyền tới từng đợt âm hưởng khổng lồ giống như vô số đầu mảnh thú bạo động trên mặt đất, nước biển xung quanh băng hỏa đảo đều cuộn cuộn dâng lên mấy trượng, sóng biển giả mạnh vào bờ, truyền tới tiếng đánh vang ào ào, nhanh, gọi tất cả đệ tử từ bên trong ra ngoài, phi tiểu nhã vội vàng nói, nếu như núi lửa thực sự phun trào, vậy thì tính mệnh của các đệ tử ô Long Bảo đang tu luyện trong băng hỏa 36 phòng thực sự gặp nguy hiểm, tại thời khắc quan trọng, cuối cùng phi tiểu nhã cũng có chút phong độ của người đứng đầu ô Long Bảo. Lúc này trong lòng của nàng không phải chỉ có một nam nhân duy nhất, mà phải quan tâm tới tất cả đệ tử Ô Long Bảo, đã không cần phải đặc biệt đi gọi chúng đệ tử Ô Long Bảo này rồi, từ thời điểm hỏa kình đột nhiên biến mất, tất cả các đệ tử đều đã giật mình tỉnh giấc, hiện tại mặt đất rung lên kịch liệt như vậy, ai cũng biết được khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó không tốt đẹp gì, vội vàng từ trong nơi tu luyện vọt ra, cũng chỉ có mười mấy người như vậy mà thôi, không bao lâu sau Tất cả đều tụ tập bên ngoài cửa băng hỏa 36 động, tất cả mọi người mau trở về, nơi này không thích hợp ở lâu, mang chấp sự vận chuyển cương khí la lớn, mọi việc đều phải lấy an toàn làm đầu, tuy rằng không thể xác định được núi lửa có thể phun hay không, thế nhưng bảo vệ tính mệnh của các đệ tử có mặt mới là quan trọng nhất, đến lúc đó vẫn có thể đưa bọn họ vào trong tu luyện tiếp, nghe được mang chấp sự la lên, mười mấy người này làm sao dám đứng lại, vội vàng vọt thẳng xuống dưới chân núi. Trải qua hơn 2 tháng tu luyện, đám đệ tử này trên cơ bản chỉ có tu vi huyền giai đã sớm nhất loạn bước chân vào cảnh giới địa giai, chỉ là phẩm cấp cao nhất mới chỉ là trung phẩm mà thôi. Ta chuẩn bị khai thuyền, sở hiên nói một tiếng, nhanh chóng chạy về phía biển rộng, toàn bộ băng hỏa đảo đều không an toàn rồi, chỉ có ngồi thuyền rời khỏi nơi đây mới là chính đạo. Phi tiểu nhã chăm chú nhìn chầm chầm vào mười mấy người tù trong băng hỏa đảo chạy xuống dưới chân núi, muốn từ trong những người này tìm kiếm thân ảnh chính mình luôn luôn lo lắng, thế nhưng sự thực lại làm nàng thất vọng, sẽ không? Hắn sẽ không chết đi như vậy. Tiểu tặc này đã từng phi lễ qua bản bảo chủ, sao có thể để hắn chết đi đơn giản như vậy được? Bảo chủ, người cũng đi lên thuyền, mang chấp sự mở miệng nói, ta đến đoạn hậu, phi tiểu nhã chậm rãi lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Chỉ là một mình một người nhìn chầm chầm vào cửa động băng hỏa 36 phòng, bỗng nhiên từ chỗ cửa động lại xuất hiện một người chạy ra gấp rút lao xuống dưới chân núi thần sắc phi tiểu nhã vui vẻ nhưng chờ khi nàng nhìn thấy rõ than ảnh kia lại nhìn không được phải thất vọng não nề không phải tiểu tặc kia mà là không dư hận so sánh với những người còn lại tư chất không dư hận không cần nghi ngờ chính là tốt nhất vị trí xâm nhậm vào cũng là sâu nhất hắn một lỏng chỉ cầu đề cao cảnh giới tự nhiên không giống như đường phong thường xuyên dừng lại một đoạn thời gian trong thời gian hơn 2 tháng đã đủ để hắn tiến tới phòng thứ 27, mắt thấy cách đầu cùng chỉ còn một phần tư quãng đường, mắt thấy chính mình sẽ vượt qua vô số người trở thành người thứ ba tới được đầu cùng băng hỏa 36 phòng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác xảy ra loại chuyện không để người dự đoán được, vốn hắn còn định ở bên trong chờ đợi một lát, nhìn sự tình có chuyển biến hay không, thế nhưng lúc nghe mang chấp sự gọi chạy ra ngoài, hắn mới không dám tiếp tục dừng chân bên trong, bảo chủ, nếu như hắn còn sống lúc này hẳn là đã lao ra ngoài rồi mang chấp sự biết những lời này khẳng định sẽ khiến phi tiểu nhã thương tâm nhưng không nói lời này sao có thể khiến nàng mất hết hy vọng chuyện lớn trên hết người không thể tiếp tục ở chỗ này nữa nhanh đi cho ta phi tiểu nhã cười khổ một tiếng đạo lý này làm sao nàng không rõ thế nhưng trong lòng nàng luôn luôn ôm một tia hy vọng chậm rãi thở ra một hơi bình tình khổ sở và đau đớn trong lòng phi tiểu nhã xoay người bước về phía bờ biển Áp chết rung rẩy, lên tiếng nói, chấp sự ngươi cũng nhanh nhanh lên thuyền, nhìn bóng lưng của phi tiểu nhã, mang chấp sự không người nói, dạ, nàng xác thực đã trưởng thành rồi, so với nữ nhân mù quán mấy tháng trước đây, lúc này nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu như mấy tháng trước, nàng phỏng chừng thế nào cũng sẽ không rời khỏi, khẳng định muốn chờ đợi, xem ra, cảnh giới đề cao và đoạn thời gian đau khổ cùng cực vừa qua đã khiến tâm của nàng thành thục hơn không ít, trong lòng mang chấp sự vui mừng cái chết của đường phong cũng không phải là không có bất cứ giá trị gì. Phi tiểu nhã còn chưa đi được vài bước, quan trụ nơi miệng núi lửa đột nhiên biến mất không còn, đồng thời lúc quan trụ biến mất, một tiếng phẫn nộ gầm rú từ bên kia truyền tới vô cùng rõ ràng. Đây là tiếng tê rống trầm thấp, đây là tiếng khốn thú rít gào, thanh âm từ bên trong ngọn núi lửa truyền đến, vang tận mây xanh, cuộn cuộn mà qua, rõ ràng không gì sánh được truyền vào trong tai mỗi người, mang chấp sự quay phát người lại, trong mắt rung run kịch liệt, dừng lại tại vị trí miệng núi lửa, mặt mặt không thể tin tưởng và khiếp sợ, là hắn. Thanh âm này chính là thanh âm của hắn. Là của người thiếu niên tên đường phong kia, đã sắp 4 tháng rồi, cách thời gian 4 tháng cuối cùng cũng chỉ có thời gian 3-4 ngày mà thôi, hắn cư nhiên có thể chịu đựng được tới giờ, hắn không chết, chỉ là không biết gặp phải cái gì, phản phất giống như đã bị thương tổn vô cùng nghiêm trọng, không thể kiềm chế được phát ra tiếng trống giận rung trời chuyển đất này hắn làm sao có thể chịu đựng được trong khoảng thời gian dài như vậy. Mang chấp sự không biết, hơn nửa băng hỏa đảo vài chục năm qua vẫn như một ngày, luôn luôn bình yên vô sự, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại xảy ra chuyện vào lúc này. Đạo quan trụ vừa rồi là cái gì? Vì sao trong nháy mắt khi đạo quan trụ kia biến mất, tiếng cầm rú của hắn lập tức truyền ra, trong đầu mang chấp sự nhất thời vòng vo rất nhiều ý niệm khác nhau, nhưng không có một đáp án cũng không thể phán đoán được dị tượng vừa mới xuất hiện có liên quan tới đường phong hay không. Không tốt, đang thời điểm suy nghĩ miên man, mang chấp sự đột nhiên rùng mình một cái, hắn đột nhiên nghĩ tới, phi tiểu nhã tưởng niệm gần 4 tháng nếu như nghe được thanh âm thuộc về đường phòng vừa rồi, nàng sẽ có phản ứng gì? Kỳ vọng 4 tháng, nàng chỉ sợ cũng vừa mới chặt đứt phần tình cảm này, vùi lấp phần kỳ vọng này vào tận đáy lòng, biến thành tưởng niệm một chút chừng mực cũng không có. Hiện tại thanh âm của đường phong vừa hiện ra, chuyện hắn bình yên vô sự đã không cần phải bàn cãi nữa rồi, lấy tính cách và tính tình của nữ nhân kia, vô cùng có khả năng nàng sẽ làm ra chuyện tình không ai có thể tưởng tượng được, không đợi mang chấp sự quay đầu lại, bên người đã thổi qua một con gió nhẹ, lập tức một đạo thân ảnh lấy tốc độ vô cùng kinh người lao về phía băng hỏa 36 phòng, bảo chủ, mang chấp sự kinh hô một tiếng, căn bản không có bất luận tự hỏi cái gì, cũng lao thẳng tới địa phương mà phi tiểu nhã muốn tới. Nếu là trước đây, bằng vào thực lực thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, muốn bắt phi tiểu nhã quả thực dễ dàng như trở bàn tay. Thế nhưng từ lúc trước phi tiểu nhã tấn chức tiến vào cấp bậc cao thủ nhất lưu, tốc độ của nàng đã đề cao không ít, cho dù là khoảng cách của hai người vẫn còn nửa bước nhỏ. Thế nhưng mang chấp sự đã không có khả năng chế phục được phi tiểu nhã trong nháy mắt nữa rồi. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người chỉ còn kém vài chục trượng, sơn động băng hỏa 36 phòng cũng chỉ gần trong gan tất. Thời điểm tới cửa sơn động, cước bộ phi tiểu nhã dừng lại, lộ ra thân ảnh, nàng xoay người lại, mạnh mẽ chém ra một chưởng, cương khí màu hồng vô cùng hùng hồn phô thiên cái địa kéo về phía mang chấp sự, khiến mang chấp sự nhanh chóng tách ra. Nhân cơ hội này, phi tiểu nhã đã một chân bước vào trong băng hỏa 36 phòng, cười dài nhìn hắn, mở miệng nói, lần trước ngươi đã từng ngăn cản ta một lần rồi, lần này ngươi đừng nghĩ có thể ngăn cản được ta, bảo chủ, vẻ mặt mang chấp sự nghiêm túc loại sự tình này không thể nói giỡn, băng hỏa 36 phòng đối với cao thủ thiên giai mà nói chính là cấm địa, bất cứ thiên giai nào tiến vào trong đều sẽ tử vong, người nhanh nhanh đi ra, phi tiểu nhã lắc đầu, hắn không chết, hơn nữa đang gặp phải nguy hiểm gì đó, ta muốn dẫn hắn ra ngoài, chuyện này không có khả năng, trên trán mang chấp sự nổi gân xanh, người hà tất vì một nam nhân mà vứt đi tính mệnh của chính mình, ngươi không hiểu, phi tiểu nhã vẫn tươi cười như trước, bốn tháng qua lần đầu tiên nàng có nụ cười xuất phát từ sâu trong nội tâm như vậy cười tới sáng lạng mê người đối với loại người suốt đời làm bạn với rắn như ngươi ngay cả trái tim cũng đã lạnh lẽo ngươi sẽ không hiểu loại tình cảm vì một người cam nguyện phân thân toái cốt này cảm nguyện hồn phi phách tán toàn thân mang chấp sự chấn động nghiêm túc nói ta đúng là không hiểu cảm giác này thế nhưng ta biết nếu như người đã chết cái gì cũng không còn tồn tại không cho dù ta chết rồi chỉ cần hắn còn sống, ta cũng vẫn sống trong lòng hắn." Phi Tiểu Nhã liếc mắt nhìn Mang Chấp Sự, vì vậy nói, "Ngươi không hiểu, chấp sự, ngươi về trước đi, ta muốn đi tìm hắn, không cần phải khuyên bảo nữa." Lúc nói xong, Phi Tiểu Nhã xoay đầu chỗ khác, để lại cho Mang Chấp Sự một bóng lưng, nhanh chóng biến mất trong băng hỏa 36 phòng. Toàn thân Mang Chấp Sự như rơi vào hầm băng, ngây ngốc đứng tại chỗ, một lúc lâu không hề động đậy, hắn cũng muốn chạy ào vào trong. Mặc kệ dùng phương pháp nào cũng phải kéo theo phi tiểu nhã ra ngoài, cho dù là đã thương nàng cũng không tiếc. Thế nhưng cấm địa này đối với hắn mà nói, đi vào chính là chết, mạng của chính mình không quan trọng, dù sao đi nữa chính là người chết, chết sớm hay chết muộn đều là chết, thế nhưng thù lớn còn chưa trả, chính mình làm sao dám lấy tính mệnh ra để nói giỡn. Tạ tuyết thần còn chưa chết, chính mình làm sao có thể nhắm mắt, à! Mà thôi mà thôi, trái phải bất quá là một nữ nhân ngốc nàng chết hay không chết đối với chính mình không quan trọng nữa rồi. Ô Long Bảo hay Đại Tuyết Cung đều không quan trọng, chính mình chỉ cần giết chết tạ tuyết thần, cho dù chết cũng không tiếc. Phi Tiểu Nhã đã xông vào trong, mang chấp sự hoàn toàn quể oải, có loại cảm giác không có lực xoay chuyển đất trời. Nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, vội vàng xoay người đi về phía cạnh biển. Tốc độ của Phi Tiểu Nhã cực kỳ nhanh chóng, toàn thân di động cấp tốc bên trong băng hỏa 36 phòng chỉ trong thời gian chốc lát đã chạy tới đầu cùng trên mặt của nàng thủy chung mang theo nụ cười không có một chút hối hận chỉ có kiên nghị và trấn định đúng vậy hắn không chết điều này so với bất cứ điều gì đều quan trọng hơn đều làm cho nàng phấn chấn thế nhưng lúc này hắn gặp phải nguy hiểm bằng không sẽ không phát sinh tiếng gầm rũ như vậy chính mình hiện tại đưa hắn an toàn chạy ra ngoài cho dù là vứt bỏ đi sinh mệnh của chính mình cũng không hối tiếc lần trước bởi vì chính mình khiếp đảm không dám xâm nhập vào sâu trong băng hỏa 36 phòng, mấy tháng qua liên tục hồi tưởng lại, mỗi lần đều khiến nàng nhức nhối không nguôi, mỗi lần đều tự trách chính mình khiếp nhược và nhát gan, lẽ nào tình cảm của chính mình đối với hắn ngay cả một điểm quyết đoán cũng không thể tạo thành hay sao? Sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau, nào còn có tư cách đi đối mặt với hắn, rất may mắn, trời cao lại cho chính mình một cơ hội nữa, nhân sinh có bao nhiêu lần cơ hội lựa chọn một lần nữa như vậy? Vì vậy khi cơ hội lần thứ hai phủ xuống, Phi Tiểu Nhã hầu như có quyết định không một chút do dự, đi qua toàn bộ Băng Hỏa 36 phòng, Phi Tiểu Nhã lại cảm thấy có chút không quá thích hợp, bởi vì trước đây nàng cũng đã từng tu luyện qua tại nơi này, mà thời điểm tu luyện trong Băng Hỏa 36 phòng nàng có cảm giác so với hiện tại hoàn toàn khác nhau. Băng Hỏa 36 phòng hiện tại, hầu như đã không còn bao nhiêu hỏa linh khí chí thuần rồi, cũng không còn cảm giác nóng bức. Hơn nữa bản thân nàng là một thiên giai ở trong chỗ này hình như cũng không có bất cứ cảm giác không khỏe nào, điều này so với nghe đồn không quá giống nhau. Phàm là cao thủ thiên giai tiến vào trong băng hỏa 36 phòng đều có cảm giác rất không thích hợp, không quá bao lâu sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chương 325, phấn đấu quên mình, đứng ở đầu cùng, phi tiểu nhã dừng lại trước cột trụ nham thạch nóng chảy, trong lúc nhất thời không biết nên đi chỗ nào tìm đường phong rồi, chỉ có thể lớn giọng la lên tên của đường phong, nhưng lại không nhận được bất cứ lời đáp lại nào rống, lại là một tiếng rít gào trầm thấp từ phía trên đột nhiên truyền tới, tinh thần phi tiểu nhã chấn động, ngẩng đầu nhìn lên trên, đã thấy phía trên đá vụn rơi đầy, trong đá vụn hầu như có một bóng người trần truồng, theo đá vụn cấp tốc cùng nhau rơi xuống dưới, tiểu tặc, phi tiểu nhã kinh hô một tiếng, đạp mạnh dưới giấc, nhảy về phía thân ảnh rơi xuống, chính là hắn, chính là khuôn mặt bản thân mong nhớ suốt mấy tháng, tuy rằng khuôn mặt của hắn lúc này vặn vẹo lơi hại, tóc tai cũng lộn xộn, thế nhưng có một số chỗ không thể sai lầm hắn chính là đường phong hai mắt của chính mình không thể lừa dối chính mình đường phong lúc này đã có chút thần trí không rõ rồi hắn chỉ cảm thấy chính mình như tiến vào trong biển lửa bị hỏa kình hung hãn không ngừng đốt cháy hơn nữa là đốt cháy từ mỗi một bộ phận nhỏ nhất mỗi một tất da thịt mỗi một khối cơ thể loại đốt cháy này vượt xa năng lực chịu đựng của con người toàn bộ thân thể của hắn đều đang trong trạng thái tan vỡ da thịt bên ngoài không ngừng chảy ra máu tươi trong nháy mắt bị nhiệt độ cực nóng hông khô, ngưng kết bên ngoài da thịt. Hiện tại nhìn qua, toàn bộ thân thể của hắn đều bị bao phủ trong một tầng vật máu khô đỏ hồng. Tất cả điều này đều là do thứ phát ra quang mang chói mắt tạo thành. Bảo bối này rốt cuộc là cái gì? Cho tới bây giờ đường phong vẫn không biết, linh khiếp nhang cũng không biết. Thời điểm đó thoát ra từ trong sơn động nhỏ, toàn bộ không gian đều bị quang mang màu trắng hoàn toàn bao phủ. Qua một đoạn thời gian rất dài đường phong mới từ từ thích ứng được loai tia sáng này, hiếp mắt nhìn về phía trước, chỉ nhìn thấy một quan cầu đại khái lớn chừng một nắm tay trẻ con. Quan cầu này phiêu phù phía trên sơn động nhỏ, lơ lửng ngay trước mặt đường phong, không hề nhúc nhích, trên quan cầu tản mát ra quan mang ôn hòa, khiến người khác sinh ra cảm giác ấm áp, nhìn không được muốn tiếp cận nó. Thế nhưng từ trong đáy lòng phát ra một thanh âm, nói cho đường phong biết thứ này vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không thể đơn giản tới gần. Bất quá mặc kệ là thanh âm từ đáy lòng chính mình hay là khuyên can của Linh Kiếp Nhan, cả hai đều không thể ngăn cản được bước tiến của Đường Phong. Đường Phong thề, hắn lúc đó không hề có ý nghĩ muốn chiếm giữ đoàn quan cầu này, chỉ bất quá là muốn xem xét căn nguyên mà thôi, muốn nhìn xem rốt cuộc quan cầu này là cái gì. Tuy rằng nhìn qua quan cầu này vô cùng ôn hòa, thế nhưng Đường Phong cũng không dám lấy thân thể của chính mình ra để nói giỡn, mà là nắm lấy Thiên binh toái tinh, nhẹ nhàng đâm vào đoàn quan cầu chỉ một đâm nhẹ này liền chọc ra chuyện. Đường Phong nghĩ chính mình có đôi khi rất không cẩn thận, biết rõ tình thế không rõ, thậm chí là rất nguy hiểm, biết rõ không thể đơn giản đụng chạm vào, thế nhưng vẫn nhịn không được. Con người tại rất nhiều thời điểm đều có thể gặp phải loại sự tình như thế này, bởi vì trong lòng luôn luôn ôm một tia may mắn, không biết, bất luận là may mắn gì cũng có thể dẫn phát chuyện ngoài ý muốn. Đường Phong không phải là người hoàng mỹ, đối mặt với một đoàn quan cầu thần kỳ như vậy, nếu là không tìm hiểu căn nguyên, sau này khẳng định thường xuyên nhớ tới, hồi tưởng lại nếu lúc đó chính mình chạm vào nó thì sẽ có kết quả như thế nào, so với sau này hối hận không làm, không bằng hiện tại làm xong rồi hối hận. Nếu là lại có một lần cơ hội khác, đường phong khẳng định chính mình vẫn tiếp tục chạm vào nó. Trong nháy mắt khi thiên binh toái tinh và quan cầu tiếp xúc với nhau, đường phong lập tức biết sự tình biến lớn rồi. Bởi vì trong quan cầu nhìn như vô cùng ôn hòa này cư nhiên ẩn chứa một đạo năng lực bá đạo chí nhiệt tới không thể tưởng tượng nổi. Thiên binh toái tinh theo đường phong vào Nam ra bắt lâu dài như vậy, chiến thắng qua vô số địch nhân lợi hại. Tại thời điểm tiếp xúc với quan cầu, chớp mắt đã dần dần bị tan chảy. Phản ứng của đường phong không thể nói không hài lòng. Lúc nhận thấy thiên binh toái tinh xảy ra biến hóa, lập tức rút lại thanh chủy thủ hầu như chỉ còn lại nửa đoạn. Thế nhưng đã không còn kịp rồi đạo hỏa kình khổng lồ mà bá đạo chí nhiệt kia lập tức theo toái tinh, trực tiếp dũng mảnh tràn vào trong cơ thể đường phong. quan mang chói mắt cũng theo đó hoàn toàn biến mất không còn một mảnh, đau đớn kịch liệt từ khắp các bộ phận trên cơ thể truyền tới, đường phong nhịn không được trống giận khó chịu. Đây chính là nguyên nhân vì sao đám người phi tiểu nhã từ bên ngoài nhìn thấy, đồng thời khi quan trụ biến mất, tiếng tê rống của đường phong đột nhiên truyền đến, thực sự là để người không thể chịu đựng được rồi. Trong cơ thể có một cổ hỏa kình điên cuồng va chạm khắp nơi, đụng phải kinh mạch khiến hắn đau đớn vô cùng thân thể cũng bị hỏa kình ăn mòn càng không ngừng bị phá hủy đường phong tự biết nếu như không phải kinh mạch của chính mình quá mức cường đại sợ rằng căn bản không thể dung nạp hỏa kình bá đạo này nếu không phải thân thể đã trải qua ba lần rèn luyện chỉ sợ không thể duy trì được trong thời gian chốc lát trước khi ý thức hoàn toàn biến mất đường phong thậm chí còn bớt thời giờ kiểm tra kinh mạch và cơ thể của chính mình một chút xác thực là có một đoàn quan cầu sáng rọi tới cực điểm chạy loạn trong cơ thể, chỉ bất quá đoàn quan cầu này so với quan cầu vừa rồi đã thu nhỏ hơn rất nhiều, nhưng năng lượng dung nạp bên trong lại không hề có một chút giảm thiểu, quan cầu chạy tới đâu, nơi đó lập tức đau thấu tim, y phục trên người cũng rất nhanh bị hủy diệt, thiêu đốt không còn một mảnh chỉ còn lại bộ bất phô giáp thiếp thân bên người không hề hư hỏng. Sau một lát, sơn động nhỏ nơi đường phong đứng thẳng đã bị phá thành vô số mảnh nhỏ đá vụn và bản thân đường phong đều bị rơi xuống bên dưới, nhìn cột trụ nham thạch nóng chảy thẳng tắp, trên dưới bốc lên không ngớt, nó đã không hề biểu hiện một đạo thẳng tắp như ban đầu rồi, mà là quanh co khúc khuỷu, phản phất như bị quan cầu trong cơ thể đường phong ảnh hưởng, nham thạch nóng chảy chí nhiệt đều có điểm xu thế như dựa vào đường phong, thời điểm đường phong rơi thẳng xuống vị trí phi tiểu nhã đứng, vừa vặn bị bảo chủ đại nhân đang la hét nhìn thấy. Phi tiểu nhã không chút để ý an nguy bản thân, muốn chạy tới cứu đường phong toàn thân đường phong lúc này đã bị hỏa kình đốt cháy tới thần trí không rõ rồi hoàn toàn không biết tình cảnh của chính mình như thế nào linh khiếp nhang bên trong bất phôi giáp cũng bị dọa sợ hãi kêu gọi như thế nào cũng không hề có bất cứ đáp lại nào từ đường phong hỏa kình bá đạo hừng hực thiêu đốt trong cơ thể liên tục trục trịch đường phong hiện tại chỉ có một cảm giác đó chính là tùy ý phát tiết thông suốt phát tiết sạch sẽ hỏa kình đang thiêu đốt trong cơ thể đây hoàn toàn là phản ứng bản năng không hề có bất cứ ý thức điều khiển nào. Chương 325, phấn đấu quên mình, hạ, đường phong không ý thức rơi xuống, mà phi tiểu nhã có ý thức đuổi theo, cương khí thiên giai thượng phẩm ngưng tụ dưới chân, thôi động thân thể chính mình, tự nhiên là tốc độ so với đường phong nhanh hơn rất nhiều. Hai người không biết đã rơi xuống bao nhiêu khoảng cách, rốt cuộc phi tiểu nhã cũng chạy tới bên người đường phong, dương mắt nhìn khuôn mặt vạn vẹo biến hình của hắn, phi tiểu nhã yêu thương kêu gọi, tiểu tạch, theo ta đi, vừa nói, một mặt đưa tay bắt lấy cổ tay Đường Phong, chỉ khi bắt được tay hắn, chính mình có thể mang theo hắn chạy ra khỏi nơi này rồi, thế nhưng chính mình còn chưa đụng được vào tay hắn, tiểu tặc này cư nhiên đã giơ lên một cánh tay đỏ bừng, hung hăng vỗ mạnh về phía nàng, đồng thời còn gầm lên tiếng trống giận điên cuồng, lực đạo của một chưởng này vô cùng khổng lồ, trong chưởng kình ẩn chứa cương khí chí nhiệt khiến trái tim Phi Tiểu Nhã đập nhanh hơn, cho dù nàng đã tấn chức tiến vào thiên giai thượng phẩm cũng không dám đón đỡ vội vội vàng vàng vận chuyển cương khí hộ thân đồng thời nhảy tránh sang hai bên một trưởng của đường phong đánh hụt thế nhưng lực lượng ẩn chứa trong một trưởng này vẫn như củ đẩy phi tiểu nhã đang rơi xuống tách ra một đoạn cả người càng trực tiếp đánh vào vách sơn động trong núi lửa phi tiểu nhã kêu lên một tiếng đau đớn hoàn toàn không nghĩ tới đường phong chỉ là một địa giai trung phẩm thế nhưng uy lực của một trưởng này lại mạnh mẽ tới trình độ như vậy cương khí hộ thân xuất hiện dấu hiệu tan rã hầu như phải tan vỡ trong nháy mắt chờ khi phi tiểu nhã một lần nữa dương mắt lên nhìn về phía đường phong chỉ thấy toàn thân tên tiểu tặc này bốc lên hỏa diễm hừng hực toàn thân chiếu sáng cục trụ nham thạch nóng bỏng và hỏa diễm trên người hắn hô ứng với nhau cục trụ nham thạch nóng bỏng cư nhiên xoay tròn văng về phía hắn cẩn thận phi tiểu nhã bất chấp đau đớn trên người vội vàng hét lớn thế nhưng sau một khắc nàng tận mắt nhìn thấy một màn sợ tới ngay người đối mặt với cục trụ nham thạch nóng bỏng tập kích đường phong cư nhiên không tránh không né hai quyền hai chân không hề có chút quy luận dãy dụ loạn trực tiếp đánh văn nham thạch nóng bỏng tiếp cận về phía hắn giữa không trung giống như rơi xuống cơn mưa lửa giọt mưa chính là nham thạch nóng bỏng liên tục văng tung toe chỉ trong thời gian chốc lát đã không nhìn thấy bóng dáng đường phong đường phong phi tiểu nhã cắn chặt hàm răng thấp tốc đuổi theo càng rơi xuống bên dưới cảnh tượng tận mắt nhìn thấy lại càng vượt quá sức tưởng tượng của phi tiểu nhã giữa không trung Phi tiểu nhã cảm giác chính mình phản phất giống như đột phá một tầng vách ngăn nào đó, toàn thân đột nhiên từ hoàn cảnh ôn hòa rơi vào trong một thế giới băng hàng tới xương tủy, tuy rằng vẫn là trong sơn động kia, thế nhưng ở đây có thể nhìn thấy linh khí ngưng kết thành băng tinh màu băng lam cực lớn tới mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng, cục trụ nham thạch nóng chảy kia tuy rằng vẫn tồn tại, thế nhưng lại biến thành màu băng lam, vẫn như cũ không ngừng cuộn cuộn lên xuống. Tất cả nham thạch nóng bỏng giống như giọt mưa bị chính mình đánh nát khi gặp trên đường rơi xuống hẳn là kết quả do cột trụ nham thạch nóng bỏng kia tập kích tên tiểu tặc. Hoàn cảnh quá dị khiến phi tiểu nhã phải cẩn thận từng chút biến hóa phương vị, miễn cho bị cột trụ nham thạch nóng chảy này đột nhiên tập kích đến. Mấy ngày này không biết tiểu tặc kia ăn cái gì, vênh váo hò hét, cư nhiên lấy thân thể máu thịt chống lại nham thạch nóng chảy. Phi tiểu nhã tự hỏi chính mình, tuyệt đối không có bản lĩnh như vậy, đuổi theo một lúc nữa, nhiệt độ càng lúc càng lạnh lẽo, thậm chí phi tiểu nhã cảm giác thân thể chính mình sắp bị cứng ngắc hoàn toàn rồi, loại lạnh lẽo này không phải bình thường, lạnh lẽo có thể khiến cao thủ thiên giai cũng phải sợ hãi có thể đông cứng, có thể tưởng tượng được nhiệt độ thấp tới mức nào, so sánh mà nói, lúc này đường phong lại cảm giác vô cùng thích ý, sản khoái tới mức không thể sản khoái hơn được nữa. Hỏa kình bá đạo trong cơ thể để hắn phản phất giống như bị ngâm trong biển lửa, hiện tại đột nhiên tiến vào trong hầm băng, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, băng hàng lạnh lẽo bên ngoài thân thể, theo đó tâm tình táo bạo và thần trí của chính mình đã bình phục lại một chút. Tuy rằng nhiệt độ trong cơ thể còn có chút không thể ức chế, nhưng rõ ràng so với lúc đầu đã tốt hơn nhiều, quay đầu nhìn bốn phía, trái tim đường phong thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, chính mình cư nhiên đang rơi xuống, tốc độ nhanh chóng vô cùng, cũng không biết đã rơi xuống bao lâu rồi, sao lại như vậy, đường phong dơ chân đạp tay giữa không trung, muốn cân bằng lại thân thể của chính mình, muốn tìm một điểm nào đó để mượn lực giảm sóc, thế nhưng lại không tìm được bất cứ vị trí nào có thể mượn lực. Phong ca ca, sắp tới rồi, Linh khiếp nhan kinh hô một tiếng, đường phong cúi đầu nhìn, chỉ nhìn thấy một mặt nước màu băng lam cách chính mình không xa, hơn nữa khoảng cách giữa chính mình và mặt nước màu băng lam càng lúc càng gần. Trên mặt nước này càng không ngừng tỏa ra khí thế giống như sương trắng, đây không phải là nhiệt khí, mà là hàng khí, hàng khí có thể đông lạnh hồn phách con người dưới tình thế cấp bách đường phong chỉ có thể bảo vệ vị yếu hại của chính mình làm tốt tâm lý chuẩn bị va chạm với mặt nước chỉ trong thời gian mấy hơi thở ngắn ngủi đường phong triệt để rơi xuống ào một tiếng nổ trên mặt nước tạo nên một cơn sóng mãnh liệt lập tức một chuỗi bọt khí thật dài từ trên mặt nước bốc lên trên cao đường phong chìm vào trong mặt nước bị va đập tới thất điên bát đảo vừa mới khôi phục một điểm thần trí lại trực tiếp tan biến thành mây khói trong đầu ông ông liên tục thân thể gần như chết lặng thế nhưng cảm giác chết lặng hầu như chỉ duy trì trong chốc lát, lập tức bị cảm giác vừa lạnh lại vừa nóng hoàn toàn thay thế. Lạnh chính là mặt ngoài thân thể chính mình, nước biển lạnh lẽo nơi này khiến người khác phải giận sôi, để người không thể chịu đựng được, thế nhưng lửa nóng trong cơ thể lại không hề giảm xuống, khiến đường phong trong lúc nhất thời cảm giác chính mình phản phất như đang ở trong hai thế giới tuyệt nhiên tương phản. Cảm giác này so với thể nghiệm băng hỏa lưỡng trọng thiên trong băng hỏa 36 phòng không quá giống nhau rồi, bên trong băng hỏa 36 phòng một khi thời điểm hai loại linh khí thay thế nhau xảy ra sẽ tạo cho đường phong cảm giác sung sướng thoải mái không nói nên lời. Thế nhưng lúc này đường phong chỉ có khó chịu, chỉ trong thời gian ngắn ngủi chốc lát, cảm giác lạnh lẽo đã không còn tồn tại nữa rồi, toàn thân lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo không gì sánh được. Nước biển xung quanh thân thể càng không ngừng bốc lên bọc khí, sôi trào ùng ụt, dù có nhiều nước đá hơn nữa cũng không thể dập tắt được hỏa kình trong cơ thể đường phong. Thần trí vừa mới thanh tỉnh được một điểm chỉ duy trì được trong thời gian chốc lát lại một lần nữa quay về hư vô. Chương 326, Tuyết Tủy. May mà trước khi thần trí biến mất, Đường Phong còn nhớ rõ vận chuyển bí khí thuật, dù sao chính mình hiện tại đã rơi vào trong biển rồi, nếu như không có bế khí thuật chống đỡ, nói không chừng chính mình sẽ bị chết đuối. Cảm giác nóng bỏng trong người để Đường Phong theo bản năng không ngừng lặn xuống bên dưới, bởi vì càng lặn xuống sâu hơn nước biển càng lạnh lẽo dọc theo con đường bơi qua không ngừng có bọt khí kích cỡ không đồng nhất, phốc 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 bốc lên trên, cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước đường phong đột nhiên xuất hiện một ít khối băng bày biện ra bộ dáng tinh thể hình lục lăng, không phải là một khối mà là vô số khối, vô số khối băng hợp thành một viên cầu đường kính đại khái chỉ có trên dưới hai thước, thứ bên trong viên cầu tản mát ra một cổ cảm giác lạnh lẽo cực kỳ hấp dẫn đường phong, phản phất giống như con mèo bị mùi thơm hấp dẫn, đường phong đưa tay ôm lấy một viên cầu kích cỡ không lớn lắm tức thì vang lên thanh âm rắc rắc, khối băng bị đường phong ôm vào người cư nhiên bị hòa tan cực nhanh với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng. Nếu như tạ tuyết thần có mặt tại nơi này mà nói, khẳng định sẽ bị hành động của đường phong chọc tới phun máu tươi, bởi vì những khối băng hình lục lăng này không phải vật bình thường, mà là thiên tài địa bảo cực kỳ trân quý, tuyết tủy hàng băng. Năm đó khi hắn tới địa phương này gặp phải chuyện tình không đến nổi khoa trương giống như đường phong, bởi vì hắn không hề phát hiện ra quan cầu chói sáng kia, đồng thời vẫn giữ được ý thức thanh tĩnh thăm dò tới tận nơi này. Lấy năng lực của hắn lúc đó, cũng chỉ có thể mang theo một khối tuyết tủy hàng băng ra ngoài, nhiều hơn nữa căn bản không được. Tuy rằng hắn cũng phát đoán ra được bên trong viên cầu này khẳng định có thứ gì đó vô cùng trân quý, nhưng cũng không thể làm được gì hơn. Tuyết tủy hàng băng là vật chí âm chí hàng, tạ tuyết thần mang theo một khối tuyết tủy hàng băng ra ngoài, lại phối hợp với một số dược liệu khác luyện chế thành một loại độc dược, Chính loại độc dược này đã giúp hắn thành công khống chế được rất nhiều cao thủ trong đại tuyết cung Mà lúc này đây, không dư hận nhận được chỉ thị Cũng đang định tới nơi này tìm kiếm tuyết tủy hàng băng Chỉ bất quá không dư hận hơi có chút không bằng được tạ tuyết thần trước kia Cũng không biết lấy năng lực của hắn có thể mang được tuyết tủy hàng băng ra ngoài hay không Bất quá chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi Nhiệt độ từ trong cơ thể đường phong phát ra ngoài Ngay cả tuyết tủy hàng băng chí âm chí hàng cũng không thể chống đối được giống như khối băng bình thường gặp phải hỏa diễm nhanh chóng bị hòa tan đây là chuyện căn bản không có khả năng xảy ra cho dù tuyết tủy hàng băng bị đặt trong lò quay cũng rất khó có thể hòa tan mà nhiệt độ của đường phong lúc này so với lò lửa còn cao hơn rất nhiều thích ý đường phong hiện tại chỉ có một cảm giác như vậy toàn thân nằm trong vô số tuyết tủy hàng băng không chút sức mẻ giống như hoàn toàn tử vong không có hô hấp thậm chí ngay cả tiếng tim đập cũng phải rất lâu mới truyền tới một lần thời gian phản phất giống như tỉnh lại, cho dù Linh khiếp nhang tại cương tâm kêu gọi đường phong như thế nào, đường phong cũng không hề có bất cứ đáp lại nào. Không bao lâu sau, tuyết tủy hàng băng ngưng tụ thành hình viên cầu đã bị tan rã hơn phân nửa, cùng lúc đó, mặt nước trên đỉnh đầu đường phong rốt cuộc truyền tới một âm thanh ào khác, phi tiểu nhã rốt cuộc cũng rơi xuống. Trên đường rơi xuống vừa rồi nàng bị vô số giọt mưa nham thạch nóng bỏng dừng lại không ít thời gian, cho tới bây giờ mới đuổi theo kịp. Lúc rơi vào trong nước, phi tiểu nhã không kìm lòng được trùng mình một cái vận chuyển cương khí chống đối lại hàng khí lạnh lẽo thấu xương quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía nhưng không hề phát hiện ra tung tích của đường phong đường phong ngươi ở đâu phi tiểu nhã lo lắng hô hoáng không ngừng chính tại thời điểm tìm kiếm nàng phát hiện trên một khối thủy vực cách chính mình không xa dĩ nhiên từ phía trước không ngừng bốc lên bọc khí phi tiểu nhã không hề nghĩ ngợi trực tiếp xoay người lặn xuống bên dưới đuổi dọc theo nơi không ngừng phát ra bọc khí Hàng Ý cũng không phải không thể chịu đựng được, chỉ là cảm giác vô cùng lạnh lẽo mà thôi, dù sao Phi Tiểu Nhã đã là cao thủ thiên giai thượng phẩm, mà trước kia tạ tuyết thần tới nơi này bất quá chỉ là địa giai thượng phẩm, tạ tuyết thần có thể chống đỡ được Hàng Ý, Phi Tiểu Nhã tự nhiên càng không thành vấn đề, tiếp tục lặn xuống dưới chừng hơn 10 trường, xuyên thấu qua tia sáng yếu ớt, Phi Tiểu Nhã mới phát hiện ra đường phong vẫn nằm nguyên tại chỗ không nhúc nhích, bảo chủ đại nhân vui vẻ trong lòng hầu như có một loại cảm giác sắp bật khóc thành tiếng cắn răng bơi về phía hắn không nên chết ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài trong lòng phi tiểu nhã thầm nghĩ như vậy càng không ngừng truyền âm cho đường phong muốn hắn tỉnh táo lại thế nhưng tiếp tục chờ tới khi phi tiểu nhã bơi tới bên người đường phong đường phong vẫn không nhúc nhích như cũ cảm giác hồi lâu mới truyền tới tiếng tim đập rất nhẹ lúc này bảo chủ đại nhân mới thở ra một hơi dài trong lòng hắn còn chưa chết như vậy là đủ rồi không chần chờ phi tiểu nhã du động đến bên người đường phong đường phong đột nhiên giật mình vặn vẹo vượt qua đôi con mắt đóng chặt chuyển hướng chính mình thần sắc trên khuôn mặt dữ tợn có chút giận dữ theo ta đi chúng ta ra ngoài phi tiểu nhã một mặt truyền âm một mặt bắt lấy cổ tay đường phong thời điểm làm động tác này trên mặt nàng vẫn là biểu tình cảnh giác bởi vì từng có một màn như vậy tên tiểu tặc này không hỏi rõ trắng đen trực tiếp chém mạnh một chưởng đối với chính mình Phi Tiểu Nhã biết hắn lúc này là do thần trí không rõ, bằng không cũng sẽ không nhắm mắt quay mặt về phía chính mình như vậy, đây chỉ là phản ứng vô thức của hắn mà thôi. Quả nhiên giống như dự liệu của Phi Tiểu Nhã, chính mình còn chưa va chạm vào hắn, hắn cư nhiên lại đánh một chưởng tới, hiện đang ở sâu dưới lòng biển, lực đạo của hắn đã yếu đi rất nhiều, thế nhưng chưởng kình cực nóng của hắn đánh ra, dù ở dưới nước vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng, đó là một cổ chưởng kình màu hỏa hồng, phá tan dòng nước ngăn cách thẳng tắp tập kích về phía chính mình, địa phương trưởng kình đi qua, thậm chí tạo thành một vòng chân không, tất cả nước chạm vào chỗ trưởng kình này đều bị thiêu đốt, biến thành hơi nước bốc lên cao, phi tiểu nhã vội vàng thối lui ra sau, linh xảo tránh thoát được cổ trưởng kình bá đạo này, chờ khi rời khỏi một khoảng cách nhất định, phi tiểu nhã lại nhìn chầm chầm vào đường phong, chỉ thấy hắn quay về phía chính mình, nghe răng trợn mắt giống như mảnh thú, hầu như phát sinh tiếng rít gào trầm thấp, phản phất như đang thị uy, lại lập tức quay trở lại, yên lặng nằm trên viên cầu. Phi tiểu nhã vừa tức giận vừa buồn cười, biểu hiện của đường phong hoàn toàn không khác biệt so với mảnh thú. Giả thú tại thời điểm cướp giật địa bàn, khi thắng lợi thường thường sẽ thị uy giống như vậy, xua đuổi đối thủ của chính mình. Chương 326, Tuyết Tủy, Hạ, hắn muốn làm gì a? À? Lẽ nào không muốn để chính mình tới gần thứ gì đó hắn đang ôm? Đây chính là biểu hiện độc chiếm cường liệt, chỉ có tiểu hài tử mới làm như vậy, liên tiếp thử vài lần, đường phong vẫn phản ứng giống như vậy chỉ cần chính mình không tiếp cận quá gần hắn sẽ không công kích chính mình chỉ khi nào chính mình rời xa hắn mà nói hắn sẽ không chút phản ứng trong lòng phi tiểu nhã nóng như lửa đốt toàn thân đường phong lúc này màu đỏ đậm làn da mặt ngoài cơ thể tổn hại từng khối lớn lộ ra máu thịt bên trong thoạt nhìn rất thê thảm nàng cũng không dám xuất thủ đối với hắn rất sợ sẽ trọng thương tới hắn chỉ có thể mềm giọng nhẹ nhàng khuyên bảo ngoan theo ta đi chúng ta rời khỏi nơi đây ở đây rất nguy hiểm phi tiểu nhã chưa từng nghĩ chính mình sẽ có một ngày ôn nhu như vậy đáng tiếc đối mặt với bản thân hiện tại lại là một nam nhân không có thần trí đồng thời đối phương còn không chút động đậy đường phong ngươi mở mắt nhìn xem ta là ai là người từng bị ngươi khi dễ qua a à? hãy theo ta đi chuyện trước đây sẽ không tính toán nữa đường phong ngươi muốn chết sao không nên ép ta động thủ đối với ngươi nhiều lần khuyên nhủ phi tiểu nhã cảm thấy đầu chính mình trướng lớn Nàng vốn không phải là một nữ nhân ôn nhu, chỉ là muốn tạo thành ấn tượng tốt cho Đường Phong, cũng là lo lắng bộ dạng hiện tại của hắn mới ăn nói nhẹ nhàng khuyên nhủ như vậy, thế nhưng không có kết quả gì, tính cách bá đạo trong lòng lập tức bị bại lộ ra ngoài, "Tiểu Tặc, xem ra ngươi thực sự không muốn sống." Phi tiểu nhã nghiến răng nghiến lợi, "Ngày hôm nay cho dù đánh ngươi tới tàn phế cũng sẽ mang ngươi ra ngoài." Vừa nói, Phi tiểu nhã định động thủ, Đường Phong hiện tại bất quá chỉ là địa giai trung phẩm mà thôi hơn nữa lúc này thần trí không rõ, thực sự muốn động thủ mà nói, phi tiểu nhã vô cùng tự tin có thể mạnh mẽ đưa hắn đi, chỉ là hỏa kình bá đạo mà mạnh mẽ của hắn có chút khiến nàng phải kiên kỵ và phiền phức, thế nhưng không đợi phi tiểu nhã có động tác, nàng lại phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ quái, viên cầu do vô số khối băng hình lục hăng hình thành dưới thân đường phong, lúc này đã bị hắn triệt để hòa tan không còn. Phi tiểu nhã tự nhiên biết được đây chính là tuyết tủy hàng băng, là thiên tài địa bảo, thế nhưng nàng cũng không quản được nhiều như vậy một lòng toàn bộ tập trung hết lên người đường phong cho dù trước mặt có bão bối lớn bằng trời nàng cũng không thèm liếc mắt nhìn mà lúc tuyết tủy hàng băng bị hòa tan để lộ ra thứ bị bao vây trong viên cầu thứ này giống như một bãi tuyết cũng giống như tuyết động trên mặt đất băng hỏa đảo chỉ là hiện tại có một bãi tuyết nho nhỏ mà thôi đại khái lớn chừng nằm tay vô số phiến hoa tuyết cấu thành mỗi một phiến hoa tuyết đều tinh tế rõ ràng cùng với những hoa tuyết khác đang xen vào một chỗ, tuy hai mà một, toàn bộ tuyết trắng, trong suốt sáng bóng, hoặc nhìn vô cùng mỹ lệ, tuyết tủy, phi tuy tiểu nhã không nhịn được kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa bị sọc nước vào miệng, khiến nàng phải lập tức đưa tay lên che miệng. Cái tên tuyết tủy này là do nàng nghe được từ trong miệng lão cũng chủ, là thiên tài địa bảo đẳng cấp càng cao hơn một cấp so với tuyết tủy hàng băng, đó chính là vật thể kết tinh chí âm chí hàng tinh khiết nhất, có thể nói tuyết tủy hàng băng chính là vì có tuyết tủy tồn tại mới có thể sinh ra, tuyết tủy quanh năm dừng lại trong phiến hải vực này, hàng tính băng lạnh ảnh hưởng tới nước biển phụ cận, quanh năm suốt tháng sẽ kết thành tuyết tủy hàng băng. So sánh với tuyết tủy hàng băng bị hòa tan hoàn toàn, đây mới là thứ quý giá nhất, đồng thời với quý giá cũng chính là ý nghĩa hàng tính cực kỳ nguy hiểm, cho dù là cao thủ thiên giai cũng không thể chống đối được tuyết tủy, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào vô luận thực lực mạnh yếu ra ngoài cũng có thể bị biến thành một khối băng mà lúc này lúc tuyết tủy hàng băng bị hòa tan toàn thân đường phong trực tiếp tiếp xúc thân mật với tuyết tủy trắng ngoãn phi tiểu nhã trợn tròn mắt lúc này động thủ tách đường phong ra hiển nhiên đã không còn kịp nàng hầu như có thể dự đoán được sắp tới sẽ phát sinh chuyện gì không có ngoại lệ chính là toàn thân đường phong bị biến thành khối băng vĩnh viên chìm sâu dưới đáy biển hơn nữa trong nháy mắt khi tuyết tủy lộ ra toàn bộ băng kình chí thuần chí hàng phụ cận cũng sẽ lập tức hội tụ về phía tuyết tủy, băng linh khí bắt đầu khởi động, kéo theo nước biển cuồn cuộn. phi tiểu nhã thậm chí cảm giác thân thể của chính mình có chút bất ổn, bị dòng lưu động khổng lồ kéo đi, mạnh mẽ ập về phía đường phong, loại lực lượng lưu động do dòng chảy nước biển này tạo thành cũng không phải quá mức mạnh mẽ, phi tiểu nhã tự nhiên không thực sự bị ảnh hưởng, chỉ cần vận chuyển công pháp là có thể ổn định được cơ thể chính mình. Thất kinh nhìn đường phong, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải một cánh tay của đường phong đã trực tiếp tiếp xúc với tuyết tủy rồi thế nhưng ngoài sức tưởng tượng của đường phong đường phong không hề bị đông lạnh thành khối băng như tưởng tượng ngược lại tuyết tủy kia lại chậm rãi biến mất cùng lúc đó vị trí cánh tay đường phong và tuyết tủy tiếp xúc với nhau đã trở nên trong suốt sáng bóng tỏa quan mang u lam quỷ dị tuyết tủy biến mất càng nhiều vị trí trở nên u lam trên cánh tay đường phong càng rộng là đang hấp thu sao Phi tiểu nhã hầu như đã không thể lý giải được tất cả mọi chuyện chính mình nhìn thấy tận mắt, hắn làm sao lại không bị tuyết tủy ảnh hưởng, ngược lại còn hấp thu, không bao lâu sau, tuyết tủy liền biến mất không còn một mảnh, ngược lại toàn thân đường phong đều trở thành màu băng lam, hắn lúc này hình như rất khó chịu, mày kiếm nhíu chặt, giống như chữ xuyên, khuôn mặt một lần nữa vặn vẹo, toàn thân ở trong nước càng không ngừng cuộn tròn, bỗng nhiên hắn ngừng động tác, đứng giữa nước biển, ngửa đầu rống giận một tiếng, nước biển trầm trọng dày đặc bị tiếng trống giận này ảnh hưởng trên đỉnh đầu của hắn cấp tốc xuất hiện một dòng xoáy thật lớn một đạo cục nước màu băng lam vọt mạnh tới sau khi trống giận xong đường phong đột nhiên phát ra tiếng trên rỉ thống khổ toàn thân trong nước biển không ngừng trồi lên lặng xuống màu sắc bên ngoài cơ thể cũng biến hóa vô cùng khi thì toàn bộ thân thể đỏ đậm như con cua bị chưng chính khi thì toàn bộ thân thể biến thành màu băng lam như nước biển phi tiểu nhã có thể cảm thụ được trên người Đường Phong lúc này bắt đầu khởi động hai cổ kình khí vô cùng tinh khiết, một loại là hỏa kình, một loại là băng kình, hai loại lực lượng kình khí ngang nhau, ai cũng không kém ai, lấy thân thể của Đường Phong làm chiến trường, hai bên giao đấu không ngừng nghỉ, băng kình còn có thể lý giải được, dù sao tiểu tặc này vừa mới hấp thu tuyết tủy vào trong cơ thể, thế nhưng hỏa kình thì sao? Hỏa kình có lực lượng giao phong ngang băng với tuyết tủy, rốt cuộc tới từ nơi nào? Chương 327 thế nào là ngươi? Phi tiểu nhã không khỏi nhớ tới thời điểm vừa mới nhìn thấy đường phong, hắn là từ bên trên rơi xuống dưới, khi đó toàn thân hắn màu đỏ đậm. Lẽ nào nói, hắn ở bên trên đã từng hấp thu một thứ gì đó có lực lượng hỏa kình đủ để sáng ngang với tuyết tủy, loại tình huống hiện tại đã không phải là phi tiểu nhã có thể trợ giúp được rồi. Trước không nói nàng căn bản không thể tới gần đường phong, cho dù có thể tới gần hắn cũng không thể mang theo hắn từ nơi này ra ngoài, hai cổ hỏa kình tinh khiết trong cơ thể hắn không phải chính mình có thể áp chế được phi tiểu nhã chỉ có thể lẳng lặng nhìn cầu khẩn đường phong sẽ không bị hai loại hỏa kình xé thành mảnh nhỏ một viên phương tâm vô cùng bất ổn chờ đợi lo lắng không tự chủ được rơi lệ không nỡ nhìn bộ dáng này của hắn chính mình lại bất lực trong lòng phi tiểu nhã vô cùng khó chịu chỉ có thể đứng cách xa theo dõi hắn hai loại màu sắc trên người đường phong liên tục thay thế nhau trở nên càng lúc càng cấp tốc ban đầu lâu lâu mới chuyển biến một lần, thế nhưng chốc lát sau, toàn thân hắn liền biến thành một ngọn đèn chiếu sáng liên tục nhấp nháy không ngừng nghỉ, một hồi hồng, một hồi lam, khi loại tần suất này đặt tới điểm cực hạn, trên người hắn đột nhiên bộc phát một cổ khí thế khiến trái tim người khác phải đập nhanh hơn, ngay sau đó lại trở về bình tĩnh, vô luận là băng kình hay hỏa kình, tất cả đều biến mất không còn. Hắn cũng không còn lộn xộn xung quanh, mà là bốn chi mềm nhũng phản phất giống như đã chết, tùy ý để thân thể chìm sâu xuống dưới. Phi tiểu nhã đợi một lúc vẫn không thấy đường phong có phản ứng gì, lúc này mới vội vàng bơi tới, để một cánh tay của hắn vòng qua vai chính mình, cấp tốc bơi lên trên. Nguyên bản phi tiểu nhã cho rằng đường phong đã bình yên vô sự rồi, nhưng không được bao lâu, cổ băng kình và hỏa kình ẩn nấp xuống dưới trong cơ thể đường phong đột nhiên bạo phát, trực tiếp trùng kích vào bụng phi tiểu nhã. Cho dù là cao thủ thiên giai thượng phẩm, thình linh thừa nhận một kích liên hợp của hai loại hỏa kình và băng kình bá đạo tới cực điểm, phi tiểu nhã cũng có chút chịu đựng không nổi, dưới bụng quặn đau, cảm giác vừa lạnh lại vừa nóng trong nháy mắt lan tràn toàn bộ cơ thể, bảo chủ đại nhân cành há miệng phun ra một nguồn máu tươi đỏ sẫm, trong nước biển hóa thành một đóa hồng tiên diễm, phi tiểu nhã cố nén đau đớn trong cơ thể và sự ăn mòn của băng hỏa lưỡng trọng kình, cắt gao ôm chặt lấy đường phong không buông tay, hai chân đạp nước mạnh mẽ hắn đã ở dưới lòng biển quá lâu rồi, thời gian dài như vậy không hề hô hấp, khẳng định đã tới cực hạn, nếu như không đi ra ngoài mà nói, vô cùng có khả năng sẽ gặp nguy hiểm tính mạng, khoảng cách hơn 10 trượng dưới sự du động toàn lực của phi tiểu nhã, chỉ chốc lát sau đã nhô lên khỏi mặt nước, cả hai người giống như cá biển thời điểm lao ra khỏi mặt nước, phi tiểu nhã không nhịn được thở dốc liên tục, bộ ngực phập phòng kịch liệt, nâng thân thể đường phong không cho hắn tiếp tục chìm xuống. May mắn chính là, ngoại trừ băng hỏa lưỡng trọng kình đột nhiên từ trên người đường phong bộc phát qua một lần, hiện tại đã không thấy động tĩnh gì khác, xem ra rốt cuộc cũng triệt để yên ổn, có thể là bị không khí mới mẻ kích thích, cũng có thể là hai loại kình đạo băng hỏa khiến người khác không thể chịu đựng biến mất, đường phong vẫn bị vây trong trạng thái nửa hôn mê bất tỉnh, lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, thời điểm mở mắt ra, đường phong còn chưa hiểu rõ rốt cuộc xảy ra cái gì, tư duy của hắn còn dừng lại tại thời điểm nháy mắt khi chính mình rơi vào biển rộng, chỉ là cảm giác trên mặt chính mình chạm vào thứ gì đó vô cùng mềm mại, đúng vậy, rất mềm mại, cũng có cảm giác rất ấm áp, loại cảm giác này mơ hồ trước đó đã từng cảm nhận qua, ma xui quỷ khiến thế nào, đường phong quay đầu dụi dụi, cảm giác càng thêm mềm mại truyền tới, hơn nửa vị trí nửa bên mặt còn truyền tới một chút cảm giác cưng cứng, thần trí chậm rãi trở về. Đường Phong nhận thấy bên cạnh chính mình phản phất như còn có một người khác, chính mình đang ôm chặt vào đối phương, một tay khoát qua bờ vai đối phương, tiểu tặc ngươi muốn chết sao, phi tiểu nhã nổi giận quát lớn, loại tư thế giữa nàng và Đường Phong hiện tại là bởi vì thuận tiện kéo hắn đi, cho nên mới để cho một cánh tay của hắn vòng qua bờ vai chính mình, cứ như vậy, đầu của Đường Phong vừa vặn chạm vào vị trí ngực của hàng, tại thời điểm nguy hiểm, phi tiểu nhã không có tâm tư quản tới loại chuyện này, thế nhưng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm loại cảm giác mờ ám lẫn phòng vệ trời sinh này rất không tự chủ được lập tức bốc lên hành động giải dụa vô ý thức của đường phong vừa rồi khiến nàng vô cùng xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng thầm nghĩ tiểu tặc này cho dù hôn mê cũng không đổi tà tâm như cũ nghe được thanh âm của phi tiểu nhã đường phong nháy hai con mắt vô lực chậm rãi ngẩng đầu lên nghi hoặc quay đầu nhìn nàng ngươi tỉnh phi tiểu nhã kinh hỉ vạn phần rất mơ hồ phạm vi nhìn rất mơ hồ Đường Phong chỉ cảm thấy chính mình hiện tại vô cùng kiệt sức. Hơn nữa quan sát gần như vậy, Đường Phong cũng chỉ có thể nhìn thấy một gương mặt ướt sũng nước biển, còn lại cái gì cũng không nhìn thấy. Ngươi là ai? Đường Phong suy yếu hỏi. Là ta a? À? Phi Tiểu Nhã ho nhẹ, đưa tay lau đi nước biển trên mặt, lại quay đầu về phía Đường Phong một chút. Sao lại là nàng? Cuối cùng Đường Phong cũng nhận ra được nữ nhân này chính là nha đầu hung dữ đã từng có chút khúc mắt với chính mình, chỉ bất quá mái tóc của nàng đã không còn giống như trước kia lúc bị nước biển làm ướt nhẹp mái tóc thẳng tắp dáng sau đầu hoặc nhìn vô cùng ôn nhu sao nàng lại ở chỗ này hơn nữa nhìn tư thế hiện tại hình như là chính mình được nàng cứu lên nàng không phải thống hận chính mình hay sao thế nhưng biểu tình vui sướng và thoải mái đối với phụ trọng như mình là chuyện gì xảy ra thế nào không để ý tới ta sao phi tiểu nhã vừa dứt lời sắc mặt đột nhiên trở nên ửng hồng khóe miệng càng không ngừng tràn ra máu tươi toàn thân hơi co giật, hai mắt trở nên trắng xóa, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Băng hỏa lưỡng trọng kình vừa mới xâm nhập vào trong cơ thể lúc này mới đột nhiên phát tác, kình đạo hung mảnh cư nhiên ngay cả nàng cũng không thể chống đối. Ngược lại chủ thể đường phong thu nạp băng hỏa lưỡng trọng kình lúc này lại bình yên vô sự. Quy, đường phong hoảng hốt, cảm giác đối phương muốn chìm xuống, vội vã đưa tay chụp lại, ôm chặt nàng, nói, nàng làm sao vậy? Sắc mặt phi tiểu nhã thay đổi, một lúc hồng một lúc trắng, nhìn rất giống như bị nội thương, vô luận Đường Phong kêu gọi như thế nào cũng không thể gọi tỉnh được nàng, quay đầu trái phải, trong mắt Đường Phong ngây dại, chương 328, ngươi đang nhìn cái gì, đây là đâu a? À? Chính mình không phải đang ở trong Băng Hỏa đảo sao? Lúc đó chính mình đi tới đầu cùng Băng Hỏa 36 phòng, bị Cùng Phong thổi lên trên cao, hấp thu quan cầu nhìn như ôn hòa nhưng kỳ thực vô cùng bá đạo, lúc này rơi vào trong biển, dựa theo suy đoán như vậy mà nói chính mình hẳn là còn đang ở trong băng hỏa đảo, còn ở trong sơn động núi lửa kia mới đúng. Thế nhưng hiện tại, đường phong phát hiện chính mình cư nhiên ở trong đại dương mênh mông vô cùng vô tận, bầu trời cũng không còn màu đỏ như máu trước kia, mà là màu xanh thăm thẳm, bốn phía càng không hề có đảo nhỏ nào tồn tại, chỉ có bước biển mênh mông không bờ bến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thời điểm chính mình mất đi ý thức đã du động khoảng cách xa như vậy? Bằng không như thế nào lại gặp phải tình huống như vậy, Đường Phong chỉ cảm thấy bên phải đầu là bột mì, bên trái đầu là nước biển, hơi có chút nhoáng lên là bột mì và nước lẫn lộn với nhau, vô cùng không ra sao, bất quá mặc kệ chính mình ở địa phương nào, nơi đây là địa phương nào. Đường Phong biết phải nhanh chóng tìm được địa điểm dừng chân, tình huống của nữ nhân mà mình đang ôm thoạt nhìn không quá tốt đẹp, cũng không biết rốt cuộc là bị thương như thế nào mới biến thành bộ dạng này, tuy rằng chính mình xác thực đã từng có khúc mắc với nàng. Rốt cuộc cả hai bên đều sai, thời điểm kia chính mình coi như nóng giận quá mức, không làm đúng chừng mực. Hơn nữa lúc này nàng còn chạy tới cứu chính mình, đường phong tự nhiên không thể ngồi xem mặt kệ. Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng kêu của Hải Âu, đường phong ngẩng đầu nhìn, ông sát nữ nhân trong lòng, truy tìm theo phương hướng Hải Âu bay đi, mạnh mẽ thức đẩy tinh thần và thể xác mệt mỏi. Thành thật mà nói, nữ nhân này là một mỹ nữ, vô luận là khuôn mặt hay vóc người đều có thể nói là hoàng mỹ không thể soi mói lúc này nàng lẳng lạng nằm trong lòng chính mình hai tròng mắt đóng chặt giống như ngủ say thoạt nhìn vô cùng điềm tĩnh ôm nhu um nếu như nàng có thể bảo trì loại trạng thái hiện tại thì tốt rồi nhưng đường phong biết một khi nàng tỉnh lại mà nói loại tính cách bá đạo của nàng sẽ phá hủy mỹ cảm hiện tại nha đầu thời gian ta hôn mê đã xảy ra chuyện gì đường phong một mặt du động về phía trước một mặt mở miệng nói linh khiếp nhang đang không ngừng nghẹn ngào lúc trước tại thời điểm dưới đáy biển nàng còn tưởng rằng đường phong xong đời rồi khiến nàng vội vã muốn chết cuối cùng tuy rằng hữu kinh vô hiểm thế nhưng nếu không có phi tiểu nhã kéo hắn lên mặt nước đường phong phỏng chừng chỉ một kết quả bị chết đuối đừng khóc khóc nữa ta hôn mê luôn đường phong cười khổ tình cảnh hiện tại thực sự quá mức không xong rồi chính mình vốn là tình trạng kiện sức còn ôm theo một người bệnh lại đặt mình trên biển rộng mênh mông không bờ bến trước không thấy lối đi sau không thấy đầu cùng hầu như có thể nói là tử địa rồi, người ta còn tưởng ca ca chết chắc rồi, Linh Kiếp Nhan vẫn nghẹn ngào như cũ, khóc như lê hoa đái vũ. Đường Phong tại thời điểm mất đi ý thức, nàng mấy lần muốn dùng tinh hồn của chính mình tạm thời khống chế thân thể của Đường Phong, thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không làm, thân thể Đường Phong vô cùng không xong, nếu như bị linh hồn Linh Kiếp Nhan chiếm đóng tiếp, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện thương thế càng nghiêm trọng hơn. Điều này cùng một đạo lý so với việc đường phong thi triển tá thi hoàng hồn tạo thành di chứng, thân thể chính là một cái lọ, có thể dung nạp được số lượng tinh hồn nhất định, vô lượng là âm hồn của cao thủ thiên giai hay tinh hồn của linh khiếp nhang, đối với đường phong hiện tại mà nói đều là xa xa không thể hoàn thành, không phải là chưa chết hay sao, đường phong an ủi nàng, nói, đừng khóc nữa, ta đã không có chuyện gì rồi, tuy là nói như vậy, thế nhưng đường phong tự biết tình huống của chính mình, Toàn bộ thân thể không hề thiếu vết thương lớn nhỏ, đó là kết quả của quá trình đốt cháy lẫn bị đóng băng, hơn nữa làn da bên ngoài cơ thể càng bị bóc ra không ít, hiện tại đang ở trong nước biển tràn ngập muối, hơi có chút động tác thường thường sẽ truyền tới đau đớn vô cùng kịch liệt, thương thế như vậy thoạt nhìn có vẻ như vô cùng ác liệt, nhưng cũng chưa tới mức nghiêm trọng giống như lúc thi triển tá thi hoàng hồn, dù sao đều là một ít ngoại thương, Đường Phong Phỏng chừng chính mình cần thời gian vài ngày mới khôi phục hẳn khó khăn nhất chính là vấn đề thể lực của chính mình, nơi này trước không có nhà, sau không có thôn, càng không có bất cứ bóng dáng lục địa nào xuất hiện trong tầm nhìn, đường phong sợ chính mình trước khi tìm được điểm dừng chân đã bị thoát lực chìm vào trong biển mà chết, những lo lắng này chỉ dạo qua một vòng trong lòng đường phong, trên mặt không biểu hiện ra, trong nghịch cảnh như vậy chỉ có lãnh tĩnh mới có thể tìm được lối thoái. Loại tình huống tuyệt cảnh phòng sinh như vậy đường phong đã trải qua không phải chỉ một hai lần, không còn là mau đầu tiểu tử vừa mới xuất đạo một năm trước có thể nói hắn tại phương diện này tương đối có kinh nghiệm ung um. linh khiếp nhan thương cảm hề hề lên tiếng nhưng vẫn không thể ức chế được thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng khóc nghẹn ngào may mà hiện tại nàng chỉ là một đoàn tinh hồn nếu như có thực thể mà nói đường phong phỏng chừng nước mắt nàng khóc ra có thể tạo thành sông nói rõ ràng cho ta biết tại thời điểm ta hôn mê rốt cuộc xảy ra chuyện gì đường phong mở miệng hỏi linh khiếp nhan dần dần bình phục tâm tình kể lại mọi chuyện từ lúc đường phong rơi xuống từ trên sơn động nhỏ, đến khi hắn chân chính thức tỉnh, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn đều kể lại một lần. Lúc nghe xong, đường phong cúi đầu nhìn nữ nhân đang ôm trong lòng chính mình, không khỏi hiện lên cảm giả cảm kích ấm áp. Điều này thực sự khiến hắn có điểm ngoài ý muốn, dựa theo đạo lý mà nói, nữ nhân này hẳn là thống hận chính mình mới đúng, thế nhưng dưới tình huống nguy hiểm như vậy, nàng cư nhiên có thể lặp đi lặp lại hành động liều mạng cứu sống chính mình như vậy sợ là nữ nhân này đã thích ca ca rồi linh kiếp nhang một mặt nghẹn ngào khóc một mặt nhẹ giọng nói nếu không phải nàng sao có thể làm chuyện như vậy không nên nói lung tung đường phong tự thấy chính mình nói có điểm không đủ trung khí ca ca đắc ý đúng không lúc nào mặt trắng nhỏ cũng được ưa thích như vậy một nữ nhân ngốc lại một nữ nhân ngốc tất cả đều thích ca ca đường phong kinh ngạc không dám trả lời kỳ thực căn bản không cần linh kiếp nhang phỉ nhắc nhở đường phong có thể phát hiện ra được Nàng có thể làm tới loại trình độ này, đại biểu cho nàng không hề hận chính mình. Đối với loại chuyện tình cảm, Đường Phong không phải rất ngu ngốc, rất nhiều thời điểm hắn tương đối nhạy cảm, có thể từ nhãn thần và thái độ đối với chính mình có thể cảm thụ được ít nhiều. Chương 328, ngươi đang nhìn cái gì? Hạ, nói thật đi, mỗi thời điểm cảm giác được chuyện này, trong lòng Đường Phong chung quy có chút đắc ý, dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên, chính vào giai đoạn trẻ tuổi nhiệt huyết thế nhưng sau điểm đắc ý này trôi đi, còn lại chỉ là khủng hoảng và xấu hổ. Khủng hoảng chính là hắn không biết nên đối mặt với người khác như thế nào, xấu hổ chính là hắn biết chính mình nhất định sẽ làm bị thương người ta. Trước kia tại Thiên Tú, hắn một mực lẫn trốn mặt Lưu Tô, sau đó tại Ô Long Bảo gặp phải Hà Hương Ngưng, đơn giản trực tiếp nói rõ để nàng cắt đứt tình cảm của chính mình, bởi vì từ đầu tới cuối, trong lòng đường phong chỉ có một thân ảnh tịnh lệ ôm nhu trong thời gian hai tháng dài buổi tối nào cũng tới giải độc cho chính mình hai canh giờ từ lâu trái tim của chính mình đã bị đối phương đánh dấu vết rồi đây chính là dấu vết khắc cốt minh tâm cho dù là thân tử hồn tiêu cũng không thể cắt bỏ được nhược thủy ba nghìn ta chỉ giữ một ấm nhỏ như vậy là đủ rồi mỗi khi nhớ tới lại tỷ trong lòng đường phong luôn luôn cảm thấy vô cùng ấm áp vô cùng nặng nề làm chuyện gì cũng có nhiệt tình phong ca ca nhìn cái gì na thực sự vô sĩ hạ lưu ti tiện ti bỉ, Linh Kiếp Nhan đột nhiên mở miệng mắng một chuỗi nghĩa xấu, làm sao vậy, đường phong sửng sốt, lập tức dương mắt hỏi, hắn biết vì sao Linh Kiếp Nhan mắng chính mình rồi, bởi vì thời điểm chính mình đang suy nghĩ mọi chuyện, ánh mắt rất tan rã nhìn chầm chầm vào nữ nhân trong lòng, gương mặt của nàng cũng cách chính mình mấy tấc chính mình thậm chí có thể ngửi được hô hấp của nàng, hô hấp rất thơm ngọt, mà ánh mắt chính mình nhìn vào chính là cổ áo của nữ nhân này, bị nước biển ngâm ướt, Y phục trên người nữ nhân này có chút trôi nổi, đường phong có thể nhìn thấy được một mảnh trắng bóng bên trong. Đường phong thề, tại thời điểm trước khi Linh khiếp nhan mắng chính mình, chính mình cái gì cũng không nhìn thấy, tuy rằng nhìn chầm chầm vào vị trí kia, thế nhưng không hề quan sát, ngược lại hiện tại nhìn thấy rõ vô cùng. Kim lòng không được, đường phong nhớ tới phiến mềm mại kia, vừa nghĩ như vậy, cảm giác mềm mại trên ngực lập tức càng thêm rõ ràng, còn nhìn, Linh khiếp nhan tại cương tâm không ngừng quơ quơ nắm tay nhỏ còn dám nhìn, ta. Ta. Ta ăn tươi toàn bộ âm hồn trong cương tâm, nàng cũng chỉ có thể lấy điều này đến uy hiếp đường phong. Nói thực ra đường phong đúng là có chút kiên kỵ, tuy rằng nói có đôi khi linh khiếp nhang thừa dịp hắn không chú ý thôn vệ mấy âm hồn, thế nhưng nàng coi như rất có đúng mực, sẽ không thôn vệ quá nhiều. Nếu như linh khiếp nhang thực sự nổi bảo ăn tươi toàn bộ âm hồn mà nói, đường phong ngay cả khóc cũng không khóc được, chỗ cương tâm hiện tại có mấy nghìn âm hồn, đều là do một năm nay tích góp từng ly từng tí một, những âm hôn này có quan hệ trực tiếp tới năng lực của đường phong, nếu như âm hồn không còn, không gian mị ảnh sẽ không có, tá thi hoàng hồn cũng đừng mong thi triển, càng không nói tới năng lực dĩ giả hoàng chân, ta nào có nhìn, đường phong trực tiếp chối phát, nào nghĩ tới ánh mắt của chính mình không tự chủ hung hăng liếc một chút, trầm nuốt một ngụm nước bọt, nhìn hay không chính mình hiểu rõ, nhịp tim đập của ca ca hiện tại hoàn toàn khác so với bình thường, đừng nghĩ gạt ta. Linh khiếp nhang giống như một bà quản gia, chủy thủ của ta còn hay không? Đường phong nhanh chóng chuyển chủ để hỏi, ung, um, triệt để tan rã rồi. Linh khiếp nhang cũng có chút tiếc hận thở dài, thiên binh trong thiên hạ có thể có bao nhiêu, lại có bao nhiêu thích hợp cho đường phong sử dụng. Thế nhưng thiên binh toái tinh tại thời điểm tiếp xúc với quan cầu đã bị tan rã hơn phân nửa trong nháy mắt, phân nửa còn lại không duy trì được bao lâu, tại thời điểm đường phong ra khỏi sơn động nhỏ đã không còn thấy tâm hơi, lần này thiệt lớn. Bất quá đường phong còn có rất nhiều chuyện không rõ ràng. Trên sơn động nhỏ, quan cầu nhìn qua vô cùng ôn hòa kia xác thực đã bị chính mình hút vào trong cơ thể. Mà tại thời điểm dưới đáy biển, tuyết tủy cũng bị chính mình hút vào trong cơ thể. Hai cổ kình đạo này triển khai một hồi chiến đấu ngay trong cơ thể, sau đó đột nhiên biến mất. Cái tên tuyết tủy này là do Linh Khiếp Nhan nói cho hắn. Linh Khiếp Nhan cũng vừa vặn nghe qua phi tiểu nhã hô lên một lần. Thanh âm của phi tiểu nhã tuy không lớn, nhưng tiểu nha đầu này nghe được rất rõ ràng chúng đi đâu rồi hai thứ này hẳn là không phải thực vật mà là hai loại năng lượng tinh thuần bá đạo tới cực điểm dưới sự nghi hoặc đường phong tỉ mỉ cảm thụ thân thể chính mình một lần năng lượng khổng lồ như vậy tiến vào trong cơ thể không có khả năng đột nhiên biến mất dưới sự kiểm tra đường phong không khỏi sợ tới ngây ngẩn cả người chúng không biến mất còn tồn tại trong cơ thể chính mình trên hai lòng bàn tay tại huyệt vị lao cung tay phải là hỏa kình bá đạo, tay trái chính là băng kình chí hàng. Trong hai bàn tay có một đường kinh mạch trực tiếp nối xuyên cả hai, khiến hai loại kình khí này tương liên với nhau. Chính là nguyên nhân này mới khiến chính mình không có bất cứ cảm giác khó chịu nào, bởi vì chúng đã đạt tới trạng thái cân bằng vô cùng quỷ dị, dư sự nội thị, trong lòng bàn tay phải phải, phản phất như chất chứa một vần thái dương nhỏ, xác thực là đoàn quan cầu kia không cần bàn cãi, tuy rằng đã rút nhỏ vô số lần, thế nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó lại không hề giảm thiểu dù chỉ một chút. Vị trí tay trái tương đồng có dấu vô số phiến hoa tuyết băng lăng cấu thành tuyết tủy, không thể giải thích được tất cả chuyện này rốt cuộc phát sinh như thế nào. Thế nhưng đường phong biết, hai cổ kình đạo này đã không tranh đấu với nhau, bởi vì đã đạt được trạng thái cân băng vi diệu. Một khi trạng thái cân bằng này bị đánh vỡ mà nói, loại đau đớn kia sẽ phủ xuống một lần nữa, càng có thể nói là đại nạn của chính mình lâm đầu, hiện tại ngẫm lại. Đường Phong cũng hiểu được trong bất hạnh có may mắn, quan cầu ẩn chứa hỏa kình và tuyết tủy ẩn chứa băng kình, nếu như chính mình chỉ hấp thu một loại mà nói, vậy kết cục cuối cùng của chính mình không bị đốt cháy thành than thì cũng bị đông cứng thành băng, ngoại trừ tử vong ra không còn khả năng nào khác, thế nhưng sau khi chính mình hấp thu quan cầu, lại nhanh chóng hấp thu tuyết tủy. Tuy rằng cuộc chiến giữa chúng khiến chính mình chịu không ít vị đắng, thế nhưng cuối cùng cũng khiến cả hai bên khắc chế lẫn nhau, rốt cuộc bảo vệ được tính mệnh. Hai thứ này cũng giống như quả bung hẹn giờ, bị giấu trong lòng bàn tay đường phong, nói không chính xác lúc nào sẽ đột nhiên bộc phát mãnh liệt. Loại năng lượng này không phải đường phong có thể đơn giản điều động được, hơn nữa nếu như đánh vỡ trạng thái cân đối giữa chúng, tại nan nhất định sẽ phủ xuống một lần nữa. Chương 329, Hỏa Tinh, lúc này đây rốt cuộc là được hay mất đường phong cũng không rõ ràng lắm. Theo đạo lý mà nói, mất đi một thanh thiên binh, thu được hai loại năng lượng tinh khiết tới cực điểm, đường phong coi như biến đầy bát đầy bồn dù sao loại vận khí tốt như thế này không phải người nào cũng có hai loại năng lượng tinh khiết tới cực điểm này vô luận là loại nào nếu như có người đủ thực lực hấp thu chúng mà nói cảnh giới tự nhiên tăng vọt có thể từ một góc độ mà nói hai loại năng lượng này chỉ tạm thời dừng lại trên người đường phong cũng không phải thuộc sở hữu của hắn không chừng lúc nào đó có thể gây nguy hại tới hắn thực sự khiến trong lòng đường phong có thích thú có lo sợ bất an nha đầu nếu dưới đáy biển kia là tuyết tủy vậy quan cầu trên đơn động nhỏ là cái gì đường phong suy nghĩ một chút mở miệng nói linh kiếp nhan đáp hai thứ này đều là thiên tài địa bảo ta chưa từng nhìn thấy qua nhưng tên tuyết tủy thì đã từng nghe nói có thể đối kháng với băng kình ẩn chứa trong tuyết đó thứ này khẳng định là hỏa tinh ngẫm lại quan cầu kia tuyệt đối chính là hỏa tinh rồi tuyết tủy và hỏa tinh một bên tồn tại trong núi lửa cực nóng một bên tồn tại bên dưới hơn nữa trong băng hỏa 36 phòng có hai loại linh khí tinh thuần tới cực điểm, thời điểm tu luyện bên trong hai loại linh khí khi thì bay lên, khi thì giảm xuống, lẽ nào nói tất cả linh khí của nơi này là bởi vì có hai thứ kia tồn tại nên mới đản sinh ra, dù sao hỏa linh khí là từ bên trên đè xuống, mà băng linh khí lại từ bên dưới bay lên, so với phương vị tồn tại của hỏa tinh và tuyết tủy hoàn toàn tương xứng. Hơn nữa trong nháy mắt khi hỏa tinh và tuyết tủy lộ ra hình dáng, hỏa linh khí và băng linh khí chí thuộc lập tức tụ tập về phía chúng. Suy nghĩ như vậy là bởi vì trong băng hỏa đảo, thứ quý giá nhất không phải là băng hỏa lưỡng trọng kình, cũng không phải là liệt diễm cô và tuyết tủy hàng băng, mà chính là hỏa tinh và tuyết tủy bị đường phong hấp thu sạch sẽ. Băng hỏa lưỡng trọng kình chính là bởi vì hỏa tinh và tuyết tỉnh mới sinh ra, về phần liệt diễm cô, hẳn là vật tồn tại nhờ vào hỏa tinh, tuyết tủy hàng băng cũng là vật tồn tại nhờ vào tuyết tủy tất cả đều bởi vì chúng nên mới sản sinh ra có thể nói đường phong đi một chuyến tới băng hỏa đảo sau cùng đã mang theo thứ quan trọng nhất của băng hỏa đảo trong lúc nhất thời đường phong có một loại cảm giác khó có thể đối mặt với mọi người trong ô long bảo nói tới cùng băng hỏa đảo coi như sản nghiệp của ô long bảo vài chục năm ô long bảo đều vận chuyển đệ tử tinh anh tới nơi này để cho bọn họ tiến vào trong mật thất tu luyện đề cao thực lực cực nhanh thế nhưng hiện tại tuyết tủy và hỏa tinh đã không còn nữa rồi tự nhiên sẽ không còn băng linh khí và hỏa linh khí trí thuần, băng hỏa 36 phòng cũng chỉ còn trên danh nghĩa, vô luận là tu luyện bên trong như thế nào cũng không còn hiệu quả đột nhiên tăng mạnh nữa rồi. Hơn nữa hiện tại ngay cả băng hỏa đảo không biết đã chạy đi đâu, chí ít đầu cùng phạm vi nhìn của chính mình căn bản không hề có băng hỏa đảo tồn tại, điều này bảo nhân tình như thế nào. Đường phong cảm giác chính mình giống như một cường đạo, chạy vào trong nhà người ta, không nói câu nào đã mang theo tài phú quý giá nhất để vào trong túi để người lo lắng nhất chính là bảo bối chính mình mang đi chỉ là tạm thời bị đặt trong túi chính mình không phải thực sự thuộc sở hữu của chính mình không chừng lúc nào đó sẽ mang lại cho chính mình tai nạn ngập đầu vô cùng khổ não đường phong vừa nghĩ tới những chuyện này vừa theo đuổi phương vị hải âu bay trên bầu trời dùng sức du động về phía trước thời điểm đường phong đang lo lắng sở văn hiên và mang chấp sự ngay cả lòng muốn chết cũng có rồi Tại thời điểm Phi Tiểu Nhã chạy vào trong băng hỏa 36 phòng, mang chấp sự ngăn cản không có kết quả, Sở Văn Hiên cũng mang theo hơn 10 đệ tử chạy lên thuyền lớn Ô Long Bảo, đã làm tốt công tác chuẩn bị khởi hành, sau khi đợi một lát, chỉ nhìn thấy mang chấp sự một mình một người, mặt không chút biểu tình trở về, Sở Văn Hiên nhìn về phía sau mang chấp sự, nhưng không hề phát hiện ra thân ảnh của bảo chủ đại nhân, không khỏi mở miệng hỏi: "Nàng đâu rồi?" Mang chấp sự chậm rãi lắc đầu, Vẻ mặt Mang Chấp Sự trong nháy mắt biến trắng, vội vàng nói: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Nàng chạy vào trong băng hỏa 36 phòng, trên trán Mang Chấp Sự nổi cả gân xanh, ta không ngăn được nàng. "Cái gì? Vốn đã nghĩ tới kết quả như vậy, nhưng sau khi nghe Mang Chấp Sự chứng thực, thân thể Sở Văn Hiên cũng không nhịn được trung rẩy, xông về phía trước nắm lấy áo của Mang Chấp Sự, đánh thẳng ba quyền về phía hắn, nổi giận mắng: "Không phải là ngươi để nàng đi?" tuy rằng thực lực bản thân so với sở văn hiên cao hơn hẳn một đẳng cấp giơ tay nhất chân là có thể tiêu diệt được hắn thế nhưng đối mặt với ba quyền của sở văn hiên mang chấp sự vẫn không tránh không né thậm chí còn không vận chuyển cương khí hộ thân chỉ là dùng thân thể trực tiếp thừa nhận ba quyền đánh xong trên mũi mang chấp sự chảy ra hai dòng máu tươi thẳng tắp nhìn vào sở văn hiên vẫn như cũ không nói lời nào sở văn hiên kinh ngạc nhìn hắn đột nhiên cười khổ một tiếng Hắn cũng nhìn ra được Mang Chấp Sự lúc này uể oải không gì sánh được, hắn làm sao không muốn dẫn theo Phi tiểu nhã ra ngoài, thế nhưng Bảo chủ đại nhân hiện tại đã là thiên giai thượng phẩm, coi như là cao thủ nhất lưu, nếu như cố ý muốn chống lại, Mang Chấp Sự quả thực không có biện pháp giữ được nàng. Chính mình và hắn hình như vẫn đánh giá thấp trình độ điên cuồng của Bảo chủ đại nhân. Cao thủ thiên giai một khi tiến vào trong băng hỏa 36 phòng, kết quả như thế nào có thể suy nghĩ được. Một đám đệ tử Ô Long Bảo một bên nhìn thấy trừng mắt há mồm, hoàn toàn không nghĩ tới mang chấp sự bình thường luôn khiến người khác phải sợ hãi cư nhiên bị người khác trực tiếp đánh ba quyền ngay trước mặt, duy chỉ có không dư hận, trong ánh mắt toát ra thần sắc hưng phấn, đó chính là biểu tình nhìn có chút hả hê, Phi tiểu nhã cư nhiên dám tiến vào trong băng hỏa 36 phòng, xem ra đã định trước là có vào mà không có ra rồi, cứ như vậy, toàn bộ Ô Long Bảo nhất định sẽ giống như rắn mất đầu không tốn bao nhiêu khí lực là có thể thu lại ô long bảo một lần nữa trở về dưới sự quản hạt của đại tuyết cung đây là tin tức cực kỳ quan trọng cần phải nhanh chóng truyền về đại tuyết cung ngươi dẫn bọn họ rời khỏi ta muốn đi tìm bảo chủ đại nhân sở văn hiên quyết định thật nhanh bỏ xong câu nói đầu tiên liền nhảy xuống thuyền thế nhưng hắn còn chưa hoàn toàn nhảy xuống toàn bộ biển rộng đột nhiên nổi sóng bốn bề cuồng phong không ngừng sóng biển gào thét cuồn cuộn nổi lên tới mấy chục trượng cao sóng biển đánh vào bông tàu giống như cuồng phong thét gào, khiến người trên bông tàu không thể đứng vững, thậm chí con thuyền lớn cũng bị lay động hết trái rồi phải. Chương 329, Hỏa Tinh, Hạ, mọi người trong thuyền, sắc mặt nhất thời trở nên xấu xí, không chỉ trên biển có loại phản ứng vượt quá sức tưởng tượng này, thậm chí ngay cả băng hỏa đảo cũng bắt đầu chấn động mãnh liệt, đó chính là rung động khó có thể tưởng tượng được, băng hỏa đảo thật lớn vập phồng lên xuống, tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc, cây cối và tuyết động trên đảo bay tán loạn, phách lệ đồ sộ. Sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một cảnh tượng vô cùng quỷ dị, đám mây đỏ tươi như máu phản phất giống như bị thứ gì đó dắn dắt. Tại vị trí trung ương băng hỏa đảo hình thành một dòng xoáy cực kỳ to lớn, tất cả đám mây đều bị dòng xoáy hút tới một vị trí, sau đó rơi xuống vuông góc, chui vào vị trí miệng núi lửa. Cảnh tượng trên bầu trời mỗi một người đều nhìn thấy rõ ràng, mà dưới đáy biển cũng có cảnh tượng không ai thấy không khác biệt nhiều so với bầu trời, cũng có một dòng xoáy cực kỳ khổng lồ, hô ứng với dòng xoáy trên bầu trời, hai bên kết nối với nhau, rắc rắc rắc, đột nhiên truyền tới tiếng nổ mạnh, đôi lông mày của Mang Chấp Sự nhíu sát lại, hắn rõ ràng nhìn thấy băng hỏa đảo theo một đường cong vô cùng di diệu xoay theo phương hướng dòng xoáy kia. Là ảo giác sao? Mang Chấp Sự hầu như đã không thể tin tưởng vào đôi con mắt của chính mình nữa rồi, vị đạo trong không khí trở nên cực kỳ nguy hiểm, dưới tình huống như vậy, Sở Văn Hiên căn bản không thể đi tìm phi tiểu nhã nữa rồi, chỉ có thể gắt gao cầm chắc mép thuyền, không cho chính mình bị hất văng đi. Khai thuyền, mang chấp sự hét lớn một tiếng, lúc này mọi người trên thuyền lớn mới vội vàng hành động, nhanh chóng rời xa khỏi băng hỏa đảo biến đổi bất ngờ, dòng xoáy trên bầu trời càng lúc càng chuyển động nhanh hơn. Trên vị trí miệng núi lửa xuất hiện một đạo huyết trụ thô to, thẳng tắp rót vào trong không trung. Động tỉnh đại địa và ngoài khơi càng lúc càng lớn, tiếng đổ răng rắc cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng. Mang chấp sự vẫn nhìn chầm chầm vào toàn bộ băng hỏa đảo, đột nhiên trên mặt hắn hiện lên thần sắc vô cùng kinh khủng. Thấy được, hắn lại một lần nữa thấy được, toàn bộ băng hỏa đảo xoay chuyển một đường vòng cung, theo phương hướng dòng xoáy xoáy tròn trên bầu trời. Điều này rốt cuộc cần lực lượng khổng lồ tới mức nào mới có thể tác động khiến cả một hòn đảo di động. Hơn nữa quy mô hòn đảo này còn không nhỏ cho dù là hơn trăm cao thủ giống như mang chấp sự phỏng chừng cũng không làm được trình độ này. Nhanh, nhanh hơn chút nữa, mang chấp sự không ngừng thúc giục, duy nhất chỉ có hắn mới rõ ràng con thuyền này rốt cuộc phải đối mặt với loại hiểm cảnh như thế nào. Thời điểm rời khỏi băng hỏa đảo đại khái không vượt qua ba dặm đường, miệng núi lửa đột nhiên bạo phát, nham thạch đỏ bừng nóng chảy không ngừng từ trong nội bộ ngọn núi lửa trào ra ngoài, xông lên dòng xoáy trên bầu trời, lập tức dung nhập vào trong dòng xoáy càng lúc càng tăng thêm màu sắc quỷ dị của bầu trời phán phất như được sự hỗ trợ của nham thạch nóng chảy dòng xoáy càng trở nên to lớn hơn nhiều thậm chí còn đang không ngừng to lớn hơn rốt cuộc con thuyền lớn tiến vào chỗ phiến sương mù dày đặc trên biển rộng bốn bề sóng dậy con thuyền lắc lư phập phòng bất định may mà tố chất của tất cả mọi người đứng trên thuyền không tồi tại thời điểm nguy hiểm cũng biết chính mình nên làm cái gì bằng không rất có khả năng sẽ bị hất văng khỏi thuyền lúc xông vào trong màn sương mù dày đặc Toàn bộ băng hỏa đảo dần dần biến mất khỏi phạm vi nhìn của Mang Chấp Sự, thế nhưng nguy hiểm còn chưa rời khỏi. Một màn lọc vào trong tầm nhìn của Mang Chấp Sự chính là băng hỏa đảo lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu chuyển động, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hơn nữa dòng xoáy trên bầu trời kia đã bành trướng tới mức đủ bao phủ một phần năm diện tích băng hỏa đảo rồi, độ cao của dòng xoáy cũng đã giảm xuống không ít, ngay tại vị trí bầu trời cách băng hỏa đảo chỉ chừng hơn 10 dặm, thuyền lớn vẫn chạy trốn như cũ trong tình huống không người nào nhìn thấy băng hỏa đảo dòng xoáy trước đó khắc sâu vào trong mắt mang chấp sự vẫn tiếp tục duy trì như cũ hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh dòng xoáy trên bầu trời càng lúc càng thấp tốc độ bành trướng càng lúc càng lớn toàn bộ băng hỏa đảo cũng chuyển động càng lúc càng nhanh một dòng xoáy thật lớn chậm rãi hình thành xung quanh băng hỏa đảo lực đạo xoáy tròn của nước biển tác động vào tốc độ thoát đi của con thuyền lớn qua thời gian đủ nửa canh giờ khi dòng xoáy trên bầu trời đã bành trướng tới mức bao phủ toàn bộ Băng Hỏa đảo, nó trực tiếp ép xuống bên dưới, lúc này con thuyền lớn đã vượt ra khỏi phạm vi sương mù dày đặc bao phủ, quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe thấy được tiếng nổ rung trời chuyển đất từ bên kia truyền tới, lập tức con thuyền lớn vốn đang tiến lên bị một cổ lực lượng cực kỳ khổng lồ giữ lại, thậm chí bị kéo vào trong sương mù, trong lòng mỗi người đều run sợ hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên biển rộng quỷ dị không hiểu này cho dù con thuyền lớn này có đủ kiên cố hơn nữa cũng không thể tạo thành cho bọn họ bất cứ cảm giác an toàn nào trước mặt lực lượng thiên nhiên lực lượng của con người thực sự quá mức nhỏ bé không bao lâu sau con thuyền lớn lại bị kéo trở về vị trí ban đầu lúc lao ra khỏi màn sương mù dày đặc tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ băng hỏa đảo đã không còn ngoài khơi vị trí nguyên bản trước kia chính là băng hỏa đảo chỉ còn một dòng xoáy cực kỳ khổng lồ, diện tích rộng lớn vô biên, lực đạo khổng lồ kéo theo nước biển xoay tròn phản phất giống như sứ giả câu hồn, đang hút sinh mệnh của mỗi người vào trong đó. Dòng xoáy cực lớn này đã vượt qua cực hạn tưởng tượng của nhân loại, một khi bị hút vào trong đó, vô cùng có khả năng rơi vào hoàn cảnh thuyền hủy người vong. Dựa theo tốc độ và tư thế hiện tại, con thuyền lớn bị cuốn vào trong đó là chuyện không thể cưỡng lại được dưới tình huống khủng hoảng tim đập nhanh hầu như mỗi người ở đây đều nhìn mang chấp sự ở chỗ này thực lực của hắn là mạnh nhất nếu như con thuyền lớn bị hủy sợ rằng chỉ có hắn là có thể chạy thoát ra ngoài cảm thụ được ánh mắt của những người này mang chấp sự cười lạnh một tiếng hắn hiện tại đã là bồ tát bùng qua sống tự bản thân khó có thể bảo toàn huống chi cách làm cố chấp của phi tiểu nhã khiến hắn đau đớn nản lòng thoái chí nào còn tâm tình đi quản tới sống chết của người khác căn bản không muốn để ý tới những người này, thế nhưng mang chấp sự lại thở dài một tiếng. Cũng được, đã biết suốt đời chính mình đã trồng rất nhiều ác nhân, ngày hôm nay ngoại lệ một lần vậy, huống chi nếu con thuyền lớn bị hủy, chính mình cũng không có phương tiện trở lại, mọi người dùng cương khí xuống dưới chân, rót vào trong thuyền, cố gắng thúc đẩy con thuyền cưỡng lại lực hút, mang chấp sự vội vang la lên nói, cùng lúc đó, bộc phát ra toàn bộ cương khí, dùng cương khí vào trong con thuyền lớn. Chương 330, Băng Hỏa đảo không còn, bị hắn nhắc tỉnh như vậy, mọi người mới đồng thời phản ứng lại, tất cả đều nhanh chóng làm theo, con thuyền này không phải là con thuyền nhỏ trước kia mang chấp sự một mình một người mang theo Đường Phong tới Băng Hỏa đảo, chỉ bằng vào lực lượng của một người nhất định không thể làm nên chuyện gì, vì vậy phải nhờ vào lực lượng của tất cả mọi người, cho dù tất cả mọi người trên thuyền cao nhất chỉ là địa giai thượng phẩm, thế nhưng hơn 20 cao thủ địa giai đồng thời phát lực có thể phát huy tác dụng không nhỏ con thuyền lớn được cương khí giữ lại tốc độ bị hút đi thoáng cái trở nên chậm không ít thế nhưng vẫn đang không ngừng tiến tới gần trung tâm dòng xoáy hơn nữa biểu hiện ra một loại lộ tuyến đường cong không ngừng vận động quay xung quanh dòng xoáy nhưng vô luận như thế nào đi nữa tốc độ xác thực đã chậm hơn nhiều điều này không khỏi khiến mọi người thấy được hy vọng càng cố sức thôi động cương khí không ai có dị tâm đi quản chuyện của người khác tất cả mọi người ở chỗ này đều tạm thời bỏ đi cừu hận thị phi chỉ một lòng muốn cầu sinh mà thôi cách dòng xoáy càng lúc càng gần trong không khí phiêu tán mùi vị nước biển rất rõ ràng thường xuyên giả thẳng vào mặt của tất cả mọi người trên bông tàu lạnh lẽo tới dị thường tuy rằng tình huống vẫn không lạc quan như trước thế nhưng mọi người lại phát hiện dòng xoáy đang dần dần nhỏ đi lực lượng cuốn theo con thuyền đã không còn mạnh như trước sống hay chết phải dựa vào chúng ta rồi mọi người chú ý sở văn hiên thúc đẩy tinh thần mọi người tranh đấu với dòng xoáy tròn nửa canh giờ khi con thuyền bị hút tới vị trí trung tâm dòng xoáy lực lượng của dòng xoáy đã không còn đủ để nuốt con thuyền vào trong biển rộng chỉ là không ngừng xoay tròn tại vị trí trung tâm bị xoay tròn không ngừng nghỉ như vậy rất nhanh đã khiến tất cả mọi người đầu choáng não ván thất điên bát đảo thậm có vài người bị hất văng khỏi thuyền rơi vào trong lòng biển rộng rốt cuộc dòng xoáy chậm rãi đỉnh chỉ ngoài khơi bốc lên một chuỗi bọt khí con thuyền cũng dần dần yên tĩnh lại giữa không trung vô số đạo thải hồng mỹ lệ từ chỗ xa xa nhô lên cao đẹp tới dị thường ngoài khơi hoàn toàn là cảnh tượng sóng biên biển lặng quay đầu nhìn trái phải một chút mỗi một người đều toát ra cảm giác thành tựu và hưng phấn sống sót sau tai nạn từ tận đáy lòng vừa rồi nếu không phải mang chấp sự dẫn đầu bọn họ vận dụng cương khí trì hoãn tốc độ bị hút đi của con thuyền khẳng định đã sớm bị kéo vào trong dòng xoáy thôn vệ sạch sẽ tuy rằng mệt mỏi muốn chết Thế nhưng tiếng hoang hô trong nháy mắt vang lên, gần 20 cao thủ địa giai đều là thanh niên nhiệt huyết, tự nhiên sức sống bừng bừng không gì sánh được. Thế nhưng sau tiếng hoang hô, thanh âm hưng phấn dần dần biến mất, mỗi một người quay đầu nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời hoàn toàn mờ mịt, Băng Hỏa đảo đâu? Ngoài khơi mênh mông không bên bờ, cái gì cũng không có, chỉ có biển rộng xanh thẳm ngút tầm mắt mà đường công nơi chân trời, thậm chí ngay cả sương mù dày đặc bao phủ xung quanh Băng Hỏa đảo cũng biến mất không còn. Này đây là nơi nào? Thiết đồ không nhịn được mở miệng hỏi, vị trí băng hỏa đảo, sắc mặt mang chấp sự như máu, băng hỏa đảo ở đâu? Thiết đồ quay đầu nhìn xung quanh, cái gì cũng không thấy, ngay dưới chân chúng ta, dưới đáy biển, mọi người nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối. Rốt cuộc là lực đạo khủng khiếp tới cỡ nào mới có thể khiến cả một hòn đảo như vậy bị chìm xuống đáy biển. Mà dòng xoáy kéo kéo con thuyền xoay tròn chẳng lẽ chính là do băng hỏa đảo chìm xuống gây nên chỉ sợ chỉ có loại khả năng này mới có thể giải thích được vì sao xuất hiện dòng xoáy kia, băng hỏa đảo đã không còn. Vậy băng hỏa 36 phòng tự nhiên cũng không còn. Trong lòng đám người nhất thời dân lên tâm tình thất lạc, bọn họ đến ô Long Bảo chính là bởi vì đề thăng thực lực của chính mình, mà đề thăng thực lực của chính mình nhất định phải có băng hỏa 36 phòng mới được. Hiện tại toàn bộ băng hỏa đảo đã không còn tồn tại còn nói gì tới chuyện tu luyện. May mắn chính là, mỗi người ở đây đều đã tu luyện trong băng hỏa 36 phòng 2 tháng rồi, cũng coi như không phải không có thu hoạch, chỉ là loại cảm giác này thực sự quá mức thất lạc. Thực giống như người đói bụng vô số ngày đột nhiên được ăn một miếng thịt gà thơm ngon ngào ngạt, nhưng mới ăn được hơn phân nửa đùi, đùi gà đột nhiên biến mất, không dự hận cũng trợn tròn mắt. Hắn đến băng hỏa 36 phòng không phải chỉ có một nhiệm vụ tu luyện, mắt thấy tiếp qua một hai tháng là có thể tới được đầu cùng băng hỏa 36 phòng rồi, đi tìm tuyết tủy hàng băng thế nhưng nhiệm vụ này đã định trước là không thể hoàn thành được nữa rồi băng hỏa đảo đã không còn bảo đi tìm tuyết tủy hàng băng như thế nào lần này đường phong không chỉ làm chuyện cường đạo xông vào trong nhà người ta lấy đi thứ quý giá nhất của người ta còn trực tiếp dùng đuốc lửa thiêu cháy toàn bộ phòng ở điều này thực sự quá mức bá đạo quá mức độc ác quá mức vô sĩ nếu như để mọi người biết được nguyên nhân băng hỏa đảo biến mất chính là hành vi của đường phong mà nói phỏng chân hắn nhất định gặp kết cục bị quần ẩu cho dù là bốn người thiết đồ cũng muốn đánh đường phong, quá làm tức giận rồi, quá làm thương tâm rồi, mặc dù có điểm thất lạc, thế nhưng bốn người thiết đồ không hẹn mà cùng nghĩ tới một khả năng, đó chính là băng hỏa đảo đã không còn nữa rồi, như vậy đường môn thì sao đây? Bốn người không dám nghĩ tới kết cục của đường phong như thế nào, Hà Hương Ngưng càng đột nhiên mềm yếu vô lực ngã ngồi trên sàn thuyền, nhãn thần càng trực tiếp tan rã, mang chấp sự và sở văn hiên đứng đầu thuyền, ánh mắt hai người cũng có chút dại ra. Phi tiểu nhã xông vào trong băng hỏa 36 phòng, nếu như nói là cử tử nhất đinh, như vậy hiện tại nàng tuyệt đối thập tử vô sinh. Cho dù nàng có là cao thủ thiên giai thượng phẩm cũng khó có thể chạy trốn được kết cục tử vong, bảo chủ. Cứ như vậy không còn, trầm mặt hồi lâu, cuối cùng sở văn hiên nhẹ nhàng mở miệng hỏi một câu. Chính nàng ta tự chọn đường của mình, không trách được người khác. Mang chấp sự có chút rèn sắt không thành thép nói, ha ha. Sở Văn Hiên có chút điên cuồng nở nụ cười, tốt tốt, một tiểu nha đầu, tân tân khổ khổ lớn cho tới bây giờ, nói không còn liền không còn, tạo hóa trêu người sao, hiện tại hay rồi, mang chấp sự cười lạnh một tiếng, bảo chủ ô Long bảo chết, nếu như tạ tuyết thần biết được tin tức này không biết sẽ nghĩ như thế nào, lấy lực lượng trưởng quản của tạ tuyết thần hiện tại, muốn thu phục ô Long bảo quả thực dễ dàng như trở bàn tay, nguyên nhân không đối phó với phi tiểu nhã, không hạ thủ với ô Long bảo tùy ý để ô long bảo trong hai năm vừa qua không nghe theo hiệu lệnh chính là bởi vì thân phận của phi tiểu nhã nàng chính là tôn nữ của lão cung chủ là dòng chính